mấu chốt là trên tay y không có quân bài để đối phó với nghiêu hữu đạo, Bắc Châu và Nam Châu có thể nói là nhất Nam nhất Bắc, ở giữa bị lãnh thổ Yến quốc ngăn cách, muốn trực tiếp xuất binh đánh là không thể nào. Mà y ở dưới tu hành cũng không có thế lực gì để đối phó nghiêu hữu đạo, ở một mức độ nào đó Đại Thiện Sơn có thể ức chế hắn vọng động, y còn tưởng rằng lần này nghiêu hữu đạo chọc tới hiểu nguyệt các thì rất khó thoát khỏi phiền toái, ai biết sự tình thay đổi quá nhanh, hơn nữa còn thay đổi triệt để như vậy. Hiện tại ngay cả hiểu nguyệt các cũng buông tay, khiến y bị đả kích nghiêm trọng rõ ràng cho thấy nghiêu hữu đạo và hiểu nguyệt các đã đạt thành ước định nào đó nghiêu hữu đạo ở tề kinh liên tiếp giải trừ nguy cơ chạy thoát khỏi truy sát của hiểu nguyệt các cướp chiến mã của y hiện tại lại giải quyết xong chuyện của hiểu nguyệt các mọi loại hành vi y đều không thể tưởng tượng nổi chậm rãi mở hai mắt ra ngửa mặt lên trời buông tiếng thở dài người này quá nguy hiểm quả thật là kinh địch của thiệu mỗ nói xong lời này trong lòng lại có một tia bi thương dưới tình huống thế lực của y không thể khống chế nghiêu hữu đạo Y phát hiện so với nhiều Hữu Đạo vốn dĩ mình sinh ra đã kém cỏi, y không phải người của giới tu hành, không có tiếng nói trong giới tu hành, không một ai muốn cùng y lui tới, không giống Nhiu Hữu Đạo có thể mở rộng giao tiếp qua hai giới. Người này xác thực rất nguy hiểm. Tô Chiếu Thần Tình ngưng trọng gật đầu, biểu thị tán thành, nhưng mà ngươi cũng không nên quá lo lắng. Chuyện chiến mã cấp trên còn đang nghĩ biện pháp giúp ngươi, việc này dù sao cũng là do chúng ta làm lộ ra ngoài, hơn nữa thái độ cấp trên cũng một cửa ủng hộ ngươi chuyện chiến mã ta đã giải quyết rồi. Giải quyết rồi, ta tới Tề Kinh cũng là vì chuyện này, ta đã gặp Hảo Vân Đồ, hắn đồng ý để ta đưa ba vạn chiến mã xuất cảnh. Vậy làm sao người đưa về? Ta cũng đã gặp qua triệu hoàng hải vô cực, có hải vô cực hỗ trợ, đã chọn lộ tuyến để ba vạn chiến mã đi qua nước triệu một cách thông suốt. Tô Chiếu không nói gì, cũng có thể nói là giật mình, giật mình vì khả năng của vị này, vô thành vô tức liền giải quyết xong chuyện với triều đình hai nước, tốc độ cực nhanh, nàng rót chén trà đưa tới trước mặt hắn lần này là chúng ta gây thêm phiền toái cho ngươi ngươi đã giúp ta quá nhiều thiệu bình ba bưng trà làm dịu cơn ho đặt chén trà xuống lại nói còn có một việc cần ngươi giúp ta liễu nhi ở tề kinh không quen biết ai ta chỗ này cũng không có thế lực nào giúp nàng nàng về sau dưới tình huống không có điều gì ảnh hưởng ngươi tận lực hỗ trợ chiếu cố một chút tô chiếu vô cùng kinh ngạc liễu nhi cũng tới tề kinh thiệu bình ba lắc đầu còn chưa nhưng mà cũng sắp rồi ta đã hương hạo vân đồ cầu hôn, không bao lâu nữa Liễu Nhi sẽ gả đến đây thôi. Tô Chiếu kinh ngạc, người muốn gả Liễu Nhi làm phi tử cho hạo vân đồ. Cái này, hậu cung của hạo vân đồ dai lệ như mây, người nói Liễu Nhi làm sao chịu nổi. Thiệu Bình ba bình tĩnh nói, người hiểu lầm, là hạo chân, hạo chân tái giá. Tô Chiếu nghẹn họng không nói gì, cấp trên coi như là ra sức ủng hộ vị này, sự tình không rõ nguyên do cũng nghĩ biện pháp giúp hắn làm. Tổ chức trả giá lớn như vậy cũng không nói gì, hiện tại rốt cuộc cũng hiểu được lý do vì sao vị này muốn giết chết vương phi của hảo chân chính là bởi vì hiểu mới nhịn không được có chút giận sôi nói người điên rồi sao hảo vân đồ không mốc anh vương phi chân trước bị đâm người chân sau liền đem muội muội gả qua chỉ sợ khó mà không nghi ngờ ngươi thiệu bình ba ta là bởi vì con của hắn quá vợ mới cầu hôn nếu hắn hoài nghi ta cũng không có cách gì khác một chút chứng cứ cũng không có hoài nghi ta thì thế nào ngay cả khi biết mọi việc do ta chủ mưu thì làm sao ngươi yên tâm thân là đế vương chắc chắn sẽ không phân biệt thi phi đúng sai mà chỉ biết nhìn xem có lợi với hắn hay không có thể nhắm một mắt mở một mắt mà bỏ qua cho chúng ta ngươi lo lắng dư thừa rồi ngươi thấy kết quả rồi đấy hảo vân đồ đã đáp ứng hôn sự này tô chiếu hảo chân thì sao thiệu bình ba hảo vân đồ đã đáp ứng rồi hảo chân còn có thể cự tuyệt sao hắn dám cự tuyệt sao so với những hoàng tử khác mà nói hắn cũng không được hảo vân đồ coi trọng hảo vân đồ là một vị vua kiệt xuất có tài trí mưu lược, chỉ coi trọng nhi tử mình yêu thích hoặc có năng lực, Hạo Chân biểu hiện quá mức bình thường, vẫn luôn không lọt vào mắt Hạo Vân Đồ, từ thế tử được chỉ hôn cho Hạo Chân có thể nhìn ra, xuất thân tiểu lại, nhà mẹ đẻ không có chút thế lực nào. Hạo Vân Đồ căn bản không có chút trông cậy nào vào Hạo Chân, cũng không cho Hạo Chân bất kỳ hy vọng nào, chỉ mong muốn Hạo Chân an phận một chút. Tô Chiếu lắc đầu, ta không tin ngươi gả Liễu Nhi cho Hạo Chân là do hắn an phận. An phận? Thiệu Bình ba ha Hà lắc đầu. Mộc Tú bị Lâm Phong tiêu diệt, Hạo Vân Đồ là vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất, thời trẻ trung khỏe mạnh, hắn khiến toàn bộ Tề quốc cúi đầu xưng thần, có thể hô phong hoán vũ. Trong đám nhi tử, ai có thể chịu đựng uy phong của hắn? Trong lúc các hoàng tử rằng có cạnh tranh, nói cho cùng là tranh giành quyền lực trong tay Hạo Vân Đồ. Không biết rằng sư tử vương không đến tuổi già lực suy thì sẽ không giao ra quyền lực. Chiếu tỷ, ngươi cho rằng Hạo Chân thực sự hiền lành sao? Đó là một người bất động thanh sắc gây dựng lực lượng, tiến có thể công lùi có thể thủ đây mới thực sự là người thông minh hắn biết rõ bây giờ vẫn chưa phải thời gian phát lực vị phu nhân kia của hạo chân không thể giúp hạo chân bất cứ việc gì liễu nhi thì khác sau lưng nàng có người ca ca này cưới liễu nhi điều đó có nghĩa là hắn có thể can thiệp vào một số tình huống quan trọng ở một mức độ nào đó còn có thể tác động đến hạo vân đồ phu nhân hắn chết hạo chân hẳn nên cảm tạ ta ta đã giúp hắn làm chuyện mà hắn không dám làm tô chiếu âm thầm có cảm giác sợ hết hồn hết vía Nhè nhẹ cắn cắn môi, có chuyện chẳng biết có nên nói hay không. "Thiệu Bình ba, cứ nói đừng ngại." Tô Chiếu do dự một chút nói, "Có phải ngươi đã quên rồi không, Liễu Nhi và Đàm Diệu hiển hình như vẫn chưa kết thúc, gả cho Hạo Chân, Hạo Chân có thể hay không?" "Thiệu Bình ba, người quá lo lắng rồi, ta chỉ có một muội muội mà thôi, ta sẽ không bác đãi nàng, chỉ cần ta biểu hiện ra Liễu Nhi có sức ảnh hưởng đối với ta, Hạo Chân nhất định sẽ đối xử tử tế với Liễu Nhi. Nếu như còn một chút dấu vết nào ta cũng sẽ giải quyết một cách dễ dàng." ta sẽ nghĩ cách giúp Liễu Nhi che giấu thật kỹ, sẽ không để cho Hạo Trân có khúc mắc gì. Tô Chiếu nhìn y, có chút không biết phải nói cái gì mới tốt. Nếu nói là giết mẹ con Nguyễn Thị vì có lý do bất đắc dĩ, là bị bức bách phải làm thế để giữ mạng thì nàng có thể hiểu được, nhưng hiện tại nàng lại không muốn nghĩ tiếp nữa. Nàng cũng không biết có phải vì mình theo An Thái Bình nên mới cảm thấy y có điều biến hóa, có mấy lời muốn nói lại thôi. Nhưng cuối cũng vẫn không nhịn được mà hỏi, người có cân nhắc cảm giác của Liễu Nhi không? chẳng lẽ muốn ép buộc nàng gả đi? Chương 571, mục tiêu đã xuất phát. Thiệu Bình Ba bình tĩnh nói, loại chuyện như thế này, nếu nàng không muốn ta sẽ không ép. Thực sự, Tô Chiếu vẻ mặt không thể tin nổi, Thiệu Bình Ba gật đầu, không muốn nhiều lời về chuyện này, tránh đi trọng tâm vấn đề, chuyện hôm nay nói, người biết là được, đừng báo cho cấp trên biết. Tô Chiếu, người lo lắng cái gì? Thiệu Bình Ba, Hiểu Nguyệt Các có thể cấu kết với Tây Viện Đại Vương, đã nói lên hiểu nguyệt các đã tham gia vào sự vụ nội bộ hoàng tộc tề quốc ta không muốn hạo chân bên này dự định gây nên xung đột gì với hiểu nguyệt các tô chiếu người muốn chúng ta bên này ám sát phu nhân hạo chân càng làm cho muội muội gả cho hạo chân bên này khó mà không suy nghĩ gì trở lại chắc chắn cấp trên sẽ hỏi ta thiệu bình ba có đầy đủ lý do để che đậy ta cần đám hỏi này để gây áp lực với hai nước hàn yến nói như vậy bọn hon nhất định có thể hiểu chiếu tỷ ta không tin hiểu nguyệt các nhưng ta tin ngươi ta không hề giấu giếm người bất cứ chuyện gì. Nói xong bỗng nhiên đứng dậy, chậm rãi đi đến gần nàng, hai người đối diện. Tô Chiếu trước đây đã từng làm như vậy nhưng lần này lại có chút không được tự nhiên, vô ý thức lui về phía sau, ai ngờ Thiệu Bình Ba lại cầm lấy tay nàng. Tô Chiếu có điểm hoảng loạn, muốn giúp tay nhưng mà nghĩ lại lời cấp trên dặn dò, An Thái Bình nói không cho phép nàng đề cập đến chuyện Bắc Châu, chỉ ít phải duy trì mối quan hệ với Triệu Bình Ba. Trải qua chuyện của An Thái Bình, nàng rót cuộc cũng nhìn ra, cấp trên đã sớm nhìn ra. Ngay cả khi thiệu bình ba cuối cùng thành công cũng chưa chắc sẽ lấy nàng, nhưng đối với chuyện này, cấp trên vẫn nhắm một mắt mở một mắt. Mà thiệu bình ba cũng có thể đã sớm biết hiểu nguyệt các muốn lợi dụng hắn. Hai bên đều mang ý xấu, nàng chỉ là quân cờ sở giữa mà thôi. Rất nhiều chuyện, trước đây bị tình cảm với thiệu bình ba che mắt không nhìn ra, có lẽ bị nói cho tỉnh mộng, hiện tại hiểu ra rất nhiều chuyện. Sau khu cùng An Thái Bình ở một chỗ, Nàng kỳ thực muốn rút người ra, nhưng điều này cũng không do nàng quyết định, nàng không dám làm loạn. Không nói cấp trên sẽ không bỏ qua cho An Thái Bình. Chỉ bằng một cửa ải giải dược khổ thần đan kia, An Thái Bình cũng không qua được. Nàng đang do dự, Thiệu Bình ba lại được một tấc lại muốn tiến một thước, giang hai cánh tay, một tay kéo nàng vào trong lòng. Tô Chiếu giống như bị rắn cắn, đẩy mạnh y ra, nhanh chóng lui về phía sau mấy bước. Thiệu Bình ba sửng sốt, trước kia là nàng chủ động ôm lấy y, mà y từ chối ngày hôm nay hình như ngược lại tô chiếu cũng ý thức được điều đó rất lúng túng nói bình ba ở đây không thích hợp ngươi suy nghĩ nhiều không sao hết thiệu bình ba lần thứ hai tiến lên lại muốn ôm nàng tô chiếu nghiêng người tránh đi đi vòng qua một cái bàn cười nói bình ba nơi này là thanh lâu thiệu bình ba đưa mắt nhìn nàng một cái nở nụ cười không miễn cưỡng nữa lúc đó mới thôi y cũng không tiện ở lại đây lâu sau khi hai bên bàn bạc một hồi liền rời đi ra khỏi bạch phân gian, lên xe ngửa gỡ mặt nạ ra, sắc mặt của y hơi trầm xuống. Trước đây, Tô Chiếu vẫn muốn cùng y cùng một chỗ, y còn chưa đáp ứng, trải qua chuyện chiến mã lần này, y đã nhận ra Tô Chiếu khác thường thường, lần này y mong muốn hoàn thành chuyện tốt giữa y và Tô Chiếu, sau đó tiếp tục trói chặt Tô Chiếu, nhưng mà Tô Chiếu lại thay đổi, trở nên bài xích hắn. So với trước đây, điều này rất không bình thường, thấy sắc mặt hắn không ổn, thiệu tam thử hỏi, đại công tử, làm sao vậy? Thiệu Bình Ba đưa tay vuốt tóc, hỏi tóc của ta biến thành màu trắng, có phải rất khó nhìn? Thiệu Tam nghẹn họng không nói gì, đại công tử trở nên nông cạn như thế từ lúc nào? Sau khi tỉnh hồn lại mới vội vàng đáp, tóc bạc há có thể ảnh hưởng đến phong độ của đại công tử, mấy phần tóc bạc lại làm tăng thêm sự tao nhã, sao lại nói xấu xí? Thiệu Bình Ba yên lặng một trận, lại nói, ngươi trở về bảo người của Đại Thiện Sơn điều tra một người, một hán tử cường tráng mặt đỏ. Thiệu Tam tỉnh hồ nghi, hán tử mặt đỏ. Đại công tử, phạm vi này hơi lớn, ở đây cũng không phải địa bàn của chúng ta, có còn đầu mối nào khác không? Thiệu Bình Ba, một hắn tử mặt đỏ có thể ra vào hậu viện Bạch Vân Gian, ta cũng chỉ biết những thứ này. Có điều, ta nghĩ hắn sẽ không chỉ đi mỗi lần này đâu, có thể phái người ôm cây đợi thỏ giám sát. Vâng, Thiệu Tam tỉnh gật đầu, biểu thị đã nhớ kỹ, nhưng trong lòng hắn vẫn có điều nghi hoặc, kết hợp với chuyện Thiệu Bình Ba vừa hỏi về tóc, hắn mơ hồ có chút hoài nghi. Hoàng cung đại nội Mặt hồ sóng biếc, trên thuyền rồng, Hạo Vân Đồ dựa vào lan can hóng gió. Bộ Tầm lướt sóng bay đến, dừng lại trên bong thuyền, bước nhanh lên lầu, đi tới trước người Hạo Vân Đồ, sau khi hành lễ mới tiến lên bẩm báo, Thiệu Bình ba lén lút đến Bạch Vân Gian. Ánh mắt Hạo Vân Đồ hơi lộ ra vẻ biến hóa kỳ lạ, ha hả cười lạnh, xem ra việc con dâu ta bị đâm có liên quan đến Hiểu Nguyệt Các. "Bộ Tầm, vì việc hôn nhân của anh Vương." Hạo Vân Đồ khoát khoát tay, "Con dâu mới không thể muốn đổi ai thì đổi." đường đường là hoàng tử còn sợ không cưới được vợ sao. Bắc Châu lại không thể loạn, Bắc Châu cần đám hỏi lần này, trước hết ổn định thiệu bình ba, ổn định Bắc Châu, nặng nhẹ khác biệt, và lại sau này. Quán đậu hũ, nội viện, viên cương người trên trần chuồng bị treo ngược ở trong sân, hay huynh đệ lấy sắt thép đánh bang bang. Viên phong bước nhanh tiến vào bên trong viện, phất phất tay với hai tên huynh đệ, ý bảo hai người lui ra. Chân của viên cương bị treo lên, cả người cũng treo ngược, vừa lộn nhào trên không một cái, hai chân đáp xuống đất cả người đã vững vàng trên mặt đất đi nhanh vào trong phòng viên phong đi theo sau hai người đi vào đứng ở trước tấm bản đồ viên phong chỉ vào một chỗ người đi ra từ bạch vân gian sau khi ra ngoài đã đến một tòa nhà ở tây thành cách hoàng cung không tính là quá xa nghe nói chỗ này gần đây mới cho thuê bảo các huynh đệ giám sát trên đường phố xung quanh không cần có dị động không nên bại lộ viên cương nhìn chằm chằm bản đồ mà nói sau khi hắn rời khỏi bạch vân gian vẫn chưa đi thuyền quay về quán đậu hũ mà giữa đường hạ thuyền giả bộ hỏi chuyện buôn bán của quầy đậu hũ đầu đường âm thầm đưa ra nhiệm vụ theo dõi người của hắn tuy không nhiều lắm nhưng ở trên đường phố trong kinh thành cũng hợp thành một mạng lưới coi như cũng có tác dụng sáng sớm mấy ngày sau viên phong lần thứ hai vội vã chạy về hậu viện quán đậu hũ lần thứ hai cùng viên cương đứng trước tấm bản đồ mục tiêu đã xuất phát ngồi xe ngựa đi ra từ cửa đông thành hiện nay xem ra đi quan đạo đã phái huynh đệ thay đổi quần áo theo dõi. Viên Phong chỉ vào bản đồ nói, Viên Cương, đi quan đạo, người này giả dối, xác nhận mục tiêu thật sự rời đi rồi sao? Viên Phong gật đầu, xác nhận, đã cho người đóng giả đưa món ăn tới cửa nghiệm chứng qua, trong viện chống không, chỉ có hạ nhân chủ cho thuê nhà phái tới đang dọn dẹp, những hạ nhân kia cũng nói họ vừa rời đi, tận mắt thấy một công tử tóc bạc lên xe. Viên Cương nhìn chầm chầm bản đồ, ngón tay di chuyển dọc theo lộ tuyến, cuối rừng ở một vùng rừng núi, trầm giọng nói lập tức thông chi người một quầy tập hợp rõ viên phong cấp tốc chạy ra ngoài rất nhanh người của quán đậu hũ lục tục trở lại đợi được thuộc hạ đến đông đủ viên cương ở đây đã chuẩn bị một đống bọc đồ cùng kích cỡ phát đồ xong một đám người cấp tốc rời đi phía bên ngoài viện nguyên đại hồ và cốc hữu niên ngăn cản viên cương nguyên đại hồ cười hỏi ông chủ hôm nay còn tiến hành huấn luyện cưỡi ngựa sao ừ viên cương ứng tiếng hai người đang chuẩn bị cùng đi ai ngờ viên cương lại bổ sung một câu, các người ngày hôm nay không cần đi. Nhìn viên cương đi nhanh, hai người sửng sốt, người nhìn ta ta nhìn ngươi một hồi. chương 572, phục kích, mà viên cương cũng có thể nói là không che giấu chút nào, dẫn hơn trăm người đi thẳng một đường ra ngoại thành, người ta nhìn thấy cũng chỉ đành hoành đi. Nhóm người ra khỏi thành, tìm được một trại huấn luyện ngựa thường xuyên cho thuê ngựa, thuê trên 100 con tuấn mã, một đường vội vã ẩm ẩm rời đi. Đến khi chạy vào chỗ sâu trong thảo nguyên, bọc đồ của hơn trăm người tập trung trên người 50 người, những người còn lại được viên hỏa và nghiêu sơn tiếp tục huấn luyện, dùng để che giấu tai mắt người khác, mà viên cương thì mang theo 50 người trên lưng đeo bao tiếp tục xong rồi. Suốt dọc đường tìm trại ngựa, viên cương chẳng hề che giấu chút gì, vẫn ngang nhiên gọi thẳng tên họ hô diên thay người đổi ngựa. Gần nửa ngày sau, ở trên quan đạo, hắn ta đã đuổi kịp người huynh đệ đã thay đổi bộ mặt. Người đi theo quan đạo sao? Viên cương hỏi, huynh đệ quay về, đúng, ở phía trước không xa, Đại Dũng vẫn đang đi theo, nếu không phải là ở quan đạo người đến người đi bình thường, chúng ta thật sự không dám tiếp tục. Các người tiếp tục làm việc của mình đi. Sau khi nói xong, viên cương nhanh chóng lấy ra bản đồ, tìm được phương hướng và vị trí chỗ mình đang đứng, tra xét lộ tuyến một chút rồi mới thu lại bản đồ, nói với mọi người, đối phương có xe ngựa, không đi được nhanh, chúng ta đi đường tắt ở phía trước, đi. Nói xong xoay ngựa, dẫn đầu đi xuống quan đạo, hơn 10 con ngựa lập tức ầm ầm đuổi theo. Ban đêm, vùng rừng núi một lão đầu cưỡi ngựa vọt vào quan đạo trong núi rừng trong miệng thỉnh thoảng rét rét như chim hót nhìn trái nhìn phải rét rét trong rừng đột nhiên có tiếng chim hót đáp lại lão đầu tức khắc siết chặt dây cương tìm chỗ dốc thoải xông tới vẫn chạy tới chỗ sâu trong rừng núi cột ngựa rồi chạy trở lại chạy đến ven đường trong rừng nhìn xung quanh một bụi cây cỏ giật giật bụi cỏ chuyển động viên cương trên mặt thoa bùn trên đầu dính cây cỏ lộ diệt hỏi còn bao lâu mới đến lão đầu không phải ai khác chính là đại dũng đại dũng trả lời tối đa còn khoảng một nén hương viên cương nghiêng đầu ý bảo chuẩn bị đại dũng nhanh chóng sửa sang lại mặt đất đạp lên bụi cỏ lui về phía sau phía sau có người gọi một tiếng hắn nhìn lại chẳng biết từ đâu ném ra một cái bọc đồ hắn một mặt nhận bọc đồ lui về phía sau rút lui vào trong khe nói mở bao bố ra nhìn thấy một đống đồ vật lỉnh kỉnh gì đó hắn cấp tốc lấy ra tiến hành lắp ráp động tác thành thạo rất nhanh đã lắp thành một bộ cử tử liên hoàn nỗ sau đó cấp tốc tự mình ngụy trang. Đúng như hắn nói, ước chừng nửa nén hương sau, hơn 10 người ngựa tre chở một chiếc xe ngựa theo quan đạo sông vào trong rừng. Mắt thấy một nhóm đang phủ phục trên mặt đất, viên cương đột nhiên cố sức lôi kéo sợi dây bị vùi lấp dưới mặt đất. ầm, um, một tiếng nổ động trời vang lên, ánh lửa bạo phun, rừng rung núi chuyển, mặt đất quan đạo nổ lên tận trời, trực tiếp xé rách hai chiếc xe ngựa, trong nháy mắt, người ngã ngựa đổ. Bùn đất, đá vụn bay loạn lên, trong núi rừng, trái phải đều có người mai phục nghe tiếng vang làm hiệu, đám người nhảy ra, trên tay mỗi người đều bưng cửu tử liên hoàn nổ bắn vù vù một trận, hai bên giáp công, gặp người là bắn. Sóng xung kích cuồng bạo, con đường nhỏ giữa núi hoàn toàn ngập lụt, không ít người bị nổ đến mức máu thịt lẫn lộn, tay đứt chân lìa tán loạn khắp nơi, đại đa số chết ngay tại chỗ. Lượng thuốc nổ không nhỏ, đều là lúc trước viên cương nghe theo yêu cầu của Ngưu Hữu Đạo, muốn chuẩn bị để để gây rối loạn tề kinh, nhưng không dùng được ở tề kinh mà lúc này toàn bộ được dùng ở đây, chỉ vì muốn một kích trí mạng với mục tiêu. Khí nổ cuồng bạo, đất đá, chân cột tay tàn, ngựa xe gỗ vụn, còn có cả máu tươi ra thịt đều ầm ầm rơi xuống. a à, người ngã trên mặt đất, có người ôm lấy bắp đùi cụt ngùn, máu chảy đầm đìa kêu lên. Có người quay cuồng phát ra tiếng kêu thống khổ, rút đinh sắt trên người ra. Viên cương cho thêm rất nhiều kim loại mang tính sát thương, đinh sắt linh tinh gì đó vào thuốc nổ, cũng chỉ vì muốn gia tăng lực phá hoại cho một kích chí mạng với mục tiêu. Ngay cả những nhân vật độ nguy hiểm nổi danh trong đạo gia, viên cương cũng động sát tâm, ra tay ngoan độc. Đột kích, hơn nữa còn là tập kích bất ngờ khiến cho người ta không có chút thời gian nào để phản ứng lại, phần đông đều bị nổ cho người ngã ngựa đổ. Trong làn sóng không khí bùng nổ, bị tạc chết ngay tại chỗ thì không nói, những người bị đánh bay ngã xuống đất choáng váng không kịp bỏ dậy, mặc kệ thương tích như thế nào, chỉ cần còn có thể nhúc nhích, hàng loạt tên đã phóng vèo vèo về phía họ. Từ trên núi lục tục xuất hiện 50 chiếc nỏ chín nhánh liên hoàn, viên cương tập trung toàn bộ vào lần hành động này, lực bắn xuyên của những chiếc nỏ đặc chế đó, cung tên bình thường không thể so sánh được. Có người run rẩy, vừa muốn bỏ dậy đã bị vô số mũi tên ghim chặt xuống đất. Có người vừa mới lật mình lại, một cây đinh sắt đã phốc một tiếng trực tiếp xuyên qua đầu, người đó chừng to mắt rồi ngã xuống. Có hai người bỏ chiến mã, theo sóng xung kích phóng lên cao, những mũi tên cũng bay vèo vèo về phía hai người nọ, những người khác trên cơ bản đều đã ngã xuống ở lần đánh bất ngờ này. Hai người bay lên cao cũng bị đột kích khác thường này nổ cho choáng váng, trong lúc lập tức phản ứng lại phóng lên cao đã cấp tốc thi triển pháp cương hộ thể, chống đỡ mưa tên bắn tới. Từng cây châm sắt to cỡ chiếc đúa không giống như mũi tên bình thường, lực sát thương và lực công kích trong cự ly ngắn vô cùng mạnh, lại bị pháp cương hộ thể bên ngoài cơ thể hai người kìm lại, không đâm vào được, cũng không rơi xuống. Tu sĩ nửa người đầy máu, đang ở trên không trung, mũi đột nhiên trào máu tươi, bị tên trên nỏ liên tiếp bắn tới sau đó công phá pháp cương hộ thể, kiếm trong tay khua loạn, tạo ra tiếng kim loại va vào nhau lách cách, tué ra tia lửa, chặn được phía trước lại không thể kịp thời chặn phía sau, bị bắn thành cái sàng, rơi xuống. Một tu sĩ khác lăng không, xoay người chui vào bên trong rừng rậm. Đuổi theo, viên phong giống lên một tiếng, dẫn hai mươi thích khách trên mặt chat bùn, người cắm cỏ ở bên kia cùng xoay người chạy vào trong rừng. Một đám người, Kẻ nào cũng như sói hoang, không để ý tới địa thế và bụi gai cản trở, không muốn lãng phí chút thời gian nào, lập tức mang nỏ điên cuồng như sói nhảy vào rừng. Tu sĩ kia bay trên ngọn cây, một đám người điên cuồng dưới mặt đất vừa đuổi vừa bắn. Một đám bắn, một đám tranh thủ chóng lắp tên, thay phiên nhau, không cho đối phương cơ hội thở dốc. Một đám người điên cuồng đuổi theo không tha, một đường đuổi theo bắn giết, bình thường huấn luyện gian khổ, ở trong rừng rậm này thể hiện ra tố chất tương ứng. Ngay trong lúc phiên phong dẫn người đuổi giết, viên cương cầm trảm mã đao tức giận bước ra nhằm về phía tu sĩ rơi xuống mặt đất kia trên người tu sĩ kia bị găm tên như nhím miệng nôn ra máu nhưng vẫn vung kiếm giận dữ bổ ra một đường kiếm khí về phía viên cương kiếm khí như một lưỡi dao gió vô hình gào thét cắt qua không khí viên cương vung đao chém ngang ầm một tiếng chấn vang cậy mạnh cứng đối cứng chém bay kiếm khí kia sóng xung kích bùng nổ viên cương xé đống cây cỏ ngụy trang khoác trên người xuống dưới thuận thế vung tay ra chém một đao keng tu sĩ kia rút kiếm cứng rắn cản lại kiếm trong tay bị đánh bay mũi miệng hộc máu tươi thân thể cắm đầy mũi tên run lên liên tục lùi về phía sau hai chân viên cương dẫm xuống đất lao tới hai tay giữ đao chém ngang một nhát chém ra một cơn mưa máu tu sĩ kia lập tức bị cắt làm đôi ngã xuống đất viên cương cũng không quay đầu lại bước đi như bay mang trảm mã đao sông vào cánh rừng đối diện như báo săn ẩm ẩm xuyên qua khu rừng đi trong rừng mà như dẫm lên đất bằng nhánh cây cản đường đều bị hắn ta trực tiếp chém bay hắn ta sợ đám người viên phong gặp chuyện, vội vàng chạy tới. chương 573, người trần mắt thịt có sức mạnh siêu nhiên. Ở phía khác của khu rừng, hơn 20 người đã lao xuống triển núi, có mấy người lập tức bắn thêm vào tu sĩ bị chém đôi, nửa người trên còn nhúc nhích kia, vèo vèo mấy tên ghim đầu tu sĩ đó xuống đất. Những người còn lại ra giấu tay với nhau, nhanh chóng tra xét hiện trường, gần như đều trao đổi bằng dấu tay, rất ít khi nói chuyện, phát hiện kẻ nào còn khả năng động dậy lập tức bắn vào đầu kẻ đó, không lưu tình chút nào sau khi xác nhận không còn người sống họ nhanh chóng xử lý chiến trường tiến hành nhổ tên ở hiện trường tên đã dùng phải cố gắng mang hết toàn bộ đi không để dấu vết tác chiến đặc thù của bọn họ lại hiện trường mà ở đầu vào và đầu ra của đoạn đường núi này có người trông chừng đề phòng có người đi qua viên cương chạy vào rừng nhanh chóng đuổi theo đám viên phong bọn họ làm mất dấu người kia đối phương bay trên tán cây bọn họ truy kích trong rừng gặp phải hoàn cảnh xấu không theo kịp Viên Cương chạy tới, hai bên không dùng ngôn ngữ trao đổi. Viên Phong ra giấu tay chỉ về phương hướng kẻ địch bỏ trốn. Viên Cương vèo một cái chạy qua bọn họ, nhanh như gió đuổi theo phương hướng kẻ địch chạy trốn. Viên Phong giơ tay ngăn đám người đang truy kích lại, vỗ vỗ cung nỏ trong tay chỉ về phía đường quay lại. Một đám đội viên khoác thảm cỏ không thấy rõ mặt trông như người dừng lập tức quay đầu lại nhặt mũi tên đã bắn ra cố gắng xóa sạch dấu vết mình để lại. Tu sĩ lao ra khỏi rừng, rừng ở Thảo Nguyên quay đầu nhìn lại thấy không có người đuổi theo nữa, chắc là đám thích khách chạy dưới đất kia không thể đuổi theo mình được, chậm chạp chống kiếm lên mặt đất, há miệng thở hổn hển, nhìn thấy trên người mình dính đầy máu. Cũng không phải bị thương trong lúc đuổi giết, mấy mũi tên kia vẫn chưa tổn thương được đến hắn, mà là vụ nổ đột ngột không có dấu hiệu báo trước kia khiến hắn bị thương nặng, lúc đó quá bất ngờ, hắn gần như không kịp thi pháp chống đỡ, cứng rắn dùng máu thịt chống lại vụ nổ bạo tạc dữ dội kia mà còn sống đã coi như may mắn lắm rồi. Hai tai đến bây giờ vẫn còn ong ong một mắt mơ hồ không nhìn rõ mọi thứ vươn tay lên sờ con mắt kia phát hiện trong mắt có vật lạ nhịn đau rút ra ngay cả nhãn cầu trong hốc mắt cũng bị rút ra nhìn qua là một cái đinh hắn có thể cảm nhận được đột kích không phải là tu sĩ gì cả trong lòng bi ai không thể hình dung vậy mà mình lại gục trong tay một đám phàm phu tục tử hắn ném cái đinh đi tay đặt trên nhãn cầu lòi ra ngoài hốc mắt lại chịu đựng đau đớn giật con mắt đã hỏng kia xuống ném đi sau đó ưỡn ngực thi pháp trên người phốc phốc tiếng máu bắn ra, mấy chục vật lạ trong vụ nổ găm vào cơ thể bị hắn mạnh mẽ thi pháp bước ra, bắn lên trên cỏ. Hắn vừa mới thi pháp che lại miệng vết thương to nhỏ trên người, phía sau đã vang lên tiếng động lạ, hắn nhìn lại, chỉ thấy một tên đàn ông cao lớn mặt chát bùn, trên tay cầm chả mã đao chạy khỏi khu rừng, vác đao chạy nhanh về phía hắn. Hắn vừa sợ vừa giận, sợ là thân mình bị thương nặng, giận là đám phàm phu tục tử kia dám một mình đuổi giết tu sĩ là hắn. Một người thì hắn không sợ, hắn chỉ sợ đám người lợi dụng nhỏ mạnh đặc thù kia lại đuổi theo thân thể hắn bị thương nặng sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn lúc này không thể kéo dài không nói hai lời lắc mình đứng dậy lao sâu vào trong thảo nguyên người tới không phải ai khác chính là viên cương thấy đối phương chạy lập tức dùng tốc độ cao nhất điên cuồng chạy cây cỏ trên mặt đất bị gạt sang hai bên mặc hắn ta tàn phá trên thảo nguyên bằng phẳng này không có trở ngại gì tốc độ chạy càng cuồng dã tu sĩ ở phía trước bay lên rơi xuống lại bay lên viên cương đuổi theo sau, để đao điên cuồng truy đuổi. Cảm giác kia như cóc đòi ăn thịt thiên Nga, đuổi theo không bỏ, hoặc như một con báo săn điên cuồng rong rủi trên thảo nguyên, đuổi theo một con chim sợ cành cong. Tu sĩ thỉnh thoảng quay đầu lại liếc nhìn một cái, càng nhìn tâm càng hoảng, hắn muốn hỏi một câu, kẻ này có phải là người không thế? Cho tới giờ, hắn chưa từng thấy người nào chỉ dựa vào hai châm mà chạy nhanh như vậy, cũng không biết hôm nay mình gặp xui xẻo thế nào, vậy mà gặp phải mấy chục tên người phàm dám khai chiến với tu sĩ, lại còn chủ động tấn công, bây giờ còn bị một kẻ điên kỳ quái như vậy đuổi theo không bỏ. Vấn đề quan trọng nhất là, chẳng những hắn bị trọng thương, trên người còn có nhiều miệng vết thương cần thi pháp áp chế như vậy, hắn không có khả năng điểm quá nhiều huyệt vị ảnh hưởng tới thi triển pháp lực, đồng thời lại kéo theo thân thể trọng thương thi pháp phi hành, pháp lực tiêu hao nhanh chóng. Một chạy một đuổi, khoảng thời gian bay lên hạ xuống của người chạy trốn càng ngày càng ngắn, tốc độ của người đuổi theo không bỏ vẫn chưa từng chậm lại tu sĩ chỉ mong có thể trốn thoát đang lo lắng đề phòng, chưa bao giờ hắn gặp người phàm nào như vậy, có thể chạy với tốc độ nhanh như thế không giảm không nói, dường như còn vĩnh viễn không biết mệt mỏi, thể lực này còn là người sao. Hai người rằng có một lát, thân thể của tu sĩ thật sự không thể chịu được, thấy viên cương vẫn luôn một mình đuổi theo, không thấy những người khác ở phía xa, ngay lúc rơi xuống đất đột nhiên xoay người, quay lại đánh về phía viên cương đang đuổi theo. Một kẻ chạy nhanh tới, một cái phi nhanh lại, hai người lập tức va chạm thẳng mặt tu sĩ lăng không xuất kiếm bổ ra một đường kiếm khí sắc bén viên cương đột nhiên nhún người nhảy lên động tác nhanh chóng lướt qua kiếm khí sắc bẹn nọ lực nhảy kinh người nhảy một cái lên cao ba trượng hai tay vác đao bổ mạnh về phía đối phương ầm um, mặt đất bị kiếm khí rạch một đường cỏ cây bùn đất bay tán loạn hai người trên không trung lập tức va chạm nhau không ngờ đối phương có thể nhảy cao đến vậy tu sĩ hoảng sợ vội vàng vung kiếm ngăn thanh đao đang phá gió gầm gừ bổ tới nọ Ken chấn vang một lực mạnh kinh khủng truyền từ thân kiếm tới khí lực này đúng là mạnh đến kinh người phải biết hắn chính là tu sĩ kim đan tuy hiện tại hắn đang bị trọng thương nhưng một đao đánh bay kiếm trong tay mình vẫn dọa hắn hồn bay phách tán không biết mình gặp phải quái thai dạng gì lần đầu tiên thấy người phàm mạnh như vậy đây vẫn còn là người thường sao kiếm trong tay bay mất cánh tay run lên miệng vết thương trên người không áp chế được nhất thời đổ máu người cũng run rẩy ngã xuống mặt đất đao trong tay viên cương cũng không tốt hơn bao nhiêu Chảm mã đao bị kiếm của đối phương chặt đứt, chất lượng của thanh trảm mã đao này rõ ràng kém xa thanh kiếm trong tay tu sĩ. Tu sĩ bị đánh ngã xuống, nhẹ nhàng bay bay rơi xuống đất. Viên Cương bị đánh văng, ngược lại chạm đất trước, hai chân vừa rơi xuống đất, quay cuồng một lát, hai chân dẫm xuống, lại điên cuồng nhào về hướng đối phương rơi xuống. Tu sĩ bay xuống, mũi có vết máu chảy ra, người còn chưa rơi xuống đất, thấy Viên Cương lại liều chết xông tới, hai tay mở ra, dung toàn hộ tu vi cả người song trưởng đánh ra hai khối khí cầu vô hình, giáp công trái phải, điên cuồng bay về phía viên cương nổ tung. Cả người viên cương bị đánh bay xuống đất, hai tay giao nhau bảo vệ đầu, cả người như bị pháo bắn, lấy máu thịt cứng rắn chống đỡ quả cầu vô hình từ không khí. Oanh, oanh, hai quả cầu không khí kia nổ tung, quần áo trên người viên cương rách tung tóe bay tán loạn, lộ ra thân thể đỏ au khỏe mạnh, dây lưng cũng banh mở. Luồng khí đánh tới nhổ tận gốc đám cỏ trong phạm vi mấy trượng xung quanh, mặt đất như gợn sóng lan ra bốn phía. Thế sông tới chậm lại, viên cương rơi xuống đất lại nhảy lên. Cảnh tượng trước mắt cũng dọa tim gan tu sĩ run lên, quái vật nào vậy? Không né không tránh, lấy máu thịt ra cứng rắn nghênh đỡ một kích mà mình dung hết toàn lực tu vi đánh ra. Hắn biết trước mắt tu vi của mình bị hao tổn nghiêm trọng, nhưng dùng ra thịt đỡ một kích của hắn cũng khoa trương quá rồi đi, thân thể của quái thai này mạnh tới cỡ nào chứ? Chương 574, đi, chúng ta bắt gian. Cũng không để hắn nghĩ nhiều, viên cương đã nhào tới trước mặt hắn. Thừa dịp chân hắn chưa chạm đất, cầm theo nửa thanh trảm mã đao nhảy dựng lên biên cuồng chém một đao vào đầu. Tu sĩ nhanh chóng ra tay, hai tay kiệp lấy chuôi đao hắn ta bổ xuống, hai chân ầm ầm chạm đất, dưới trọng áp, giống như cọc gỗ, oành. Hai chân trực tiếp đâm xuống đất, mặt đất bị lún xuống. Ầm, uhm, viên cương thuận thế đánh tới, nhưng người một cái thúc khuỷu tay vào giữa ngực tu sĩ. Phốc, tu sĩ ngửa mặt lên trời phun ra một đống máu, có thể nghe thấy tiếng xương ngực cạch cạch gãy giòn vang một thân tu vi không thể đỡ được đòn đánh nặng nề cuồng bạo này, cả người bay xa mấy trượng, đập xuống đất quay cuồng. viên cương thu cánh tay, tóc dài tung bay theo gió, thân thể to lớn như tạc từ đá, cầm thanh đao gãy trong tay, mặt không chút thay đổi chậm rãi bước từng bước qua. tu sĩ chân mềm nhũn lảo đảo bò lên, lật người ngã xuống đất, cuối cùng lại giãy giụa bò lên, máu tươi trên mũi trên miệng tí tách rơi xuống, xoay người lảo đảo đi tới, một tay ôm ngực, ngay cả đi cũng không đi nổi vẫn còn muốn chạy trốn đột nhiên chân sau bị người đá một cái, hai chân mềm nhũn, phịch một tiếng quỳ xuống đất, muốn đứng lên lại, lưới của nửa thanh đao đã gác ngang cổ hắn. Viên cương đặt đao dưới cầm hắn chậm rãi chuyển tới phía trước, từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống. Tu sĩ chậm rãi ngẩng đầu, người trước mặt cao lớn, tóc dài tung bay theo gió, giống như chiến sĩ viễn cổ, hắn lộ ra vẻ mặt cười thảm, hỏi, ngươi, ngươi là kẻ nào? Viên cương lạnh lùng nói, thiệu bình ba ở đâu? Nói ra, ta tha cho ngươi một mạng, Lúc trước ra tay đột kích, hắn ta đã phát hiện không đúng, hộ tống xe ngựa hình như chỉ có hai tu sĩ, những ngựa oi khác dường như đều là võ sĩ bình thường, vừa giáp mặt đã không có lực đánh trả bên này. Điều này cực kỳ không bình thường, Thiệu Bình Ba có thể nói đường đường là nhân vật số một Bắc Châu, đến nơi như này, bên cạnh sao có thể chỉ có hai tu sĩ bảo vệ. Hắn lập tức ý thức được có lẽ mình đã vồ hụt, trúng kế ve sầu lột xác của người ta. Tu sĩ ha ha cười thảm nói, Thiệu Bình Ba đi từ mấy ngày trước rồi. Viên cương, ta hỏi ngươi người đang ở đâu? Tu sĩ thở ra, lắc đầu, từ khi đến nước tề, hành tung của y lúc nào cũng biến hóa, người biết rõ nhất chỉ có bản thân y, những người khác ai cũng không biết. Ta cũng vậy, hôm nay trước khi xuất phát ta mới biết y đã đi trước rồi, ta thật sự không biết y ở đâu. Người anh em, ta và ngươi không thù không oán, ở đây ta còn chút tiền, ngươi cầm đi, giờ cao đánh khẽ thả cho ta một con ngựa được không? Hắn đưa tay lấy từ trong tay áo ra mấy tờ tiền bên trên ghi giá trị không nhỏ viên cương vươn tay một tay cầm tiền trong tay hắn chỉ nhàn nhạt liếc qua lại lạnh lùng nhìn tu sĩ trước mắt hầu kết tu sĩ chuyển động nói người anh em nếu ngươi cảm thấy không đủ ta còn gửi chút tiền ở tiễn trang chúng ta bàn bạc bà thỏa hiệp một chút được không đao buông lỏng khỏi cổ hắn viên cương thả hắn đi tu sĩ quay đầu lại nhìn thấy hắn thật sự đi rồi tay trống lên trên mặt đất cố sức bỏ dậy viên cương cất bước đi cách người phía sau được một khoảng bỗng nhiên cong mũi chân nửa thanh đao trên mặt đất bay lên. Keng, âm thanh tiếng kim loại chói tai vang lên quanh quẩn, Viên Cương xoay người vung tay ném đao, đánh bay nửa thanh đao bay lên kia. Nửa thanh đao hóa thành một tia sáng, như sao băng bay tới phía sau lưng tu sĩ vừa đứng lên kia, lại phốc một tiếng, một chùm máu tươi bắn ra từ trước ngực tu sĩ nọ. Tu sĩ trừng to mắt, quỳ xuống đất, hụt trên cỏ, run rẩy. Viên Cương cũng không quay đầu lại, cầm theo nửa thanh trảm mã đao bước nhanh rời đi, ánh chiều tà chiếu rọi, hình dáng cơ ngực rõ ràng lại phiếm vàng sáng bóng tóc dài đen ngượt óng ánh tung bay theo hướng cỏ xanh dưới đất gợn sóng dần dần hắn ta càng chạy càng nhanh bắt đầu sải chân giống như một con báo săn rong ruổi gió thổi cỏ lay lại không che giấu hắn được một đường đã trúng tên theo dấu vết này trở về theo con đường đó dưới trời chiều hắn chạy về tới ngọn núi kia đi vào trong rừng khi tới gần quan đạo chạm mặt với đám người viên phong viên phong thấy trên người hắn ta không có quần áo ngay cả đao trong tay cũng chỉ còn lại nửa thanh, tiến lên hỏi, ngài không sao chứ? Viên cương đập đống tiền giấy không buông ra trên tay vào ngực hắn. Viên phong đưa hai tay ôm đống tiền giấy trước ngực, viên cương hỏi, có mục tiêu không? Viên phong quay đầu lại bảo một người cầm một mớ tóc giả nửa trắng qua, nói, bên trong xe, lúc tìm mục tiêu thì thấy, là giả. Viên cương, thu dọn xong hiện trường chưa? Viên phong, chỉ có thể xử lý đơn giản, dấu vết vụ nổ rất rõ ràng, trong khoảng thời gian ngắn không thể hoàn toàn phục hồi lại nguyên dạng. Viên cương lập tức xài chân chạy, một đám người cũng lập tức chạy theo. Viên cương chạy tới quan đạo trên sườn núi nhìn, đúng là đã xử lý đơn giản, dấu vết đất mới nổ ra cũng thật sự không nhất thời không xử lý sạch sẽ được. Một đám người đi theo viên cương nhảy xuống triển núi, qua quan đạo, chạy vào sâu trong khu rừng bên kia núi. Mọi người dừng lại ở một dòng suối, rửa mặt qua loa một chút, sau đó mang đám ngựa đã che giấu ra, xoay người lên ngựa, chạy ra khỏi rừng, một đường vang lên tiếng vó cộp cộp. Trời chiều trên biển tuyệt đẹp, trên một chiếc thuyền lớn, Thiệu Bình Ba đứng ở đầu thuyền đón dí, tuy bạc nửa đầu nhưng vẫn ngọc thụ lâm phong như cũ, ánh mắt bình tĩnh thâm thúy, áo choàng phía sau tung bay phần phật. Một con chim cánh vàng rạch ngang bầu trời bay tới, chỉ chốc lát sau, Thiệu Tam tỉnh cầm trên tay một phong thư mật đi tới, bẩm báo, đại công tử, cha ra hán tử mặt đỏ kia rồi. Tên hắn ta là An Thái Bình, chính là ông chủ quan đậu hũ lần trước chúng ta từng ăn thử, mở một quán đậu hũ nghe nói là góp vốn buôn bán với hô diên Huy con trai của hô diên vô hận an thái bình này vốn là quân lính biên cương nước tề nghe nói bị quan trên vu oan thiếu chút nữa bị giết người diệt khẩu hắn nói qua về lai lịch của an thái bình thiệu bình ba một kẻ bán đồ ăn sao có thể ra vào bên trong bạch vân hơn nữa còn là khuya phòng của chiếu tỷ thiệu tam tỉnh cười khổ cái này không biết được tình huống cụ thể sợ vẫn phải hỏi tô tiểu thư thôi sau khi im lặng một lát thiệu bình ba hỏi vậy người trên đường kia còn chưa có tin tức gì à thiệu tam tỉnh đã vài ngày không có tin tức đáp lại không bình thường chắc là đã xảy ra chuyện xem ra thật sự có người ra tay với ta ai muốn động vào ta tin tức ta tới đây giữ bí mật cực kín tất cả mọi người oi che giấu thân phận người biết tin không nhiều ra vào hoàng cung nước tề cũng che giấu lúc gặp mặt hảo vân đồ bên cạnh ông ta chẳng qua cũng chỉ có đại nội tổng quản bộ tầm hảo vân đồ trước mắt không muốn ta gặp chuyện tin tức ta tới chắc hẳn ông ta sẽ không tiết lộ ra ngoài việc này đúng là kỳ quái thiệu bình ba lẩm bẩm một phen khẽ khép hờ mắt bỗng hỏi quán đậu hũ kia của an thái bình mở bao lâu rồi thiệu tam tỉnh giật mình một cái nhớ lại đáp theo tin tức của thám tử nghe ngóng được sau khi hắn ta tới kinh thành được miễn tội liền mở quán đậu hũ kia chắc là thời gian hơn nửa năm hơn nửa năm hơn nửa năm chắc là không tranh lệch lắm với thời gian nghiêu hữu đạo tới tề kinh thời gian mới chỉ hơn nửa năm mà đã có thể ra vào khuê phòng chiếu tỷ, không tầm thường. Thiệu Bình Ba thầm nói, chậm rãi nghiêng đầu nhìn về phía mặt trời lặn trên biển, tâm tư dường như đặt trên việc thưởng thức cảnh đẹp, miệng lại thong thả nói, bảo người vẽ chân dung An Thái Bình, gửi tới Bắc Châu, để Lục Thánh xem có quen biết gì không. Vâng, Thiệu Tam Tỉnh nhận lệnh, Thiệu Bình Ba lại nói đem một câu, không đi đường biển, mau chóng cập bờ, đi đường bộ, phá thuyền, trên thuyền không để lại người sống. Thiệu Tam Tỉnh ngây người, Nhìn về phía bờ biển, nhắc nhở, đại công tử, bây giờ cập bờ đi đường bộ về chỉ sợ phải vượt qua sa mạc ở nước Tề và nước Triệu, đường đó không dễ đi. Chương 575, bại lộ, qua sa mạc thì cứ qua sa mạc, để đám người của Đại Thiện Sơn vất vả một chút. Quán đậu hũ, trong rừng cây nhỏ ở nội viện, có treo dây thường bình thường dùng để huấn luyện đám tiểu nhị. Hồ Diên Uy An vị trên một sợi dây thường ở đó, đong đưa, cứ như ngồi trên xích đu. Viên Cương đi vào Thấy dáng vẻ buồn bực không vui của hắn ta, tiến tới hỏi, "Gần đây ngươi cứ uể oải sao vậy?" Hồ Diên Uy than thở, "Mệt chết, làm việc ở Bắc Kinh. Về sau sợ là càng không có cơ hội nào, chắc là không bao lâu nữa ta sẽ bị điều đi làm tùy quân của Kiêu Kỵ quân, không dễ gì trở lại kinh thành. Có điều đi cũng tốt, trong nhà có một con hổ cái, người ta là tu sĩ, ta đánh không lại người ta, cũng không có ai nói thay ta được lời nào, đúng là thiệt thòi, không thể nào yên bình qua ngày được." Ta chẳng muốn ở lại kinh thành phồn hoa nữa, cứ coi như đi tị nạn. Viên cương cầm lấy sợi dây thừng, kéo kéo, dường như đang thử độ bền, hỏi lại, bên ngoài đồn ầm lên, nói anh Vương muốn tái giá, cưới con gái Thiệu Đăng Vân ở Bắc Châu nước Hàn, là thật à? Ừ, thật, Hồ Diên Huy gật đầu, bông cười ha hà tự diếu, chúng ta Úc còn không mang nổi mình ốc, còn đi quan tâm người khác nữa à? Ngoài quán đậu hũ, một chiếc xe ngựa đi tới, dừng lại ven đường. Một cô gái chờ sẵn ở đó nhanh chóng chui vào bên trong xe ngựa. Bên trong xe, Hạo Thanh Thanh giả trang thành một phụ nhân cầm kiếm trong tay ngồi ngay ngắn. Sau khi cô gái đi vào lập tức bẩm báo, công chúa xác nhận, tam gia lại tới quán đậu hũ này. Xoẹt, thanh kiếm trong tay Hạo Thanh Thanh đột nhiên rút ra một nửa, nàng ta cười lạnh nói, tính tình tên kia ta còn không rõ à? Quán đậu hũ có thể hấp dẫn hắn mới là lạ, trong quán đậu hũ này chắc chắn có dấu nữ nhân, đi, chúng ta bắt gian kiếm lại đút trở về. Cô gái nhất thời luống cuống, vội vàng đưa tay ngăn nàng ta lại, công chúa, ngài không thể làm loạn được. Làm loạn, ha ha, đừng để ta bắt được, nếu dám trộm lén phén với nữ nhân sau lưng ta, ta thiến hắn đưa vào cung làm thái giám. Tránh ra, hỏa thanh thanh đẩy cô gái ra, trực tiếp chui ra khỏi xe ngựa nhảy xuống. Hộ vệ đi theo bên ngoài xe ngựa lập tức đuổi kịp. Cô gái nhảy theo xuống xe ngựa, vẻ mặt xuất sắng, vội vàng không nói lên lời mà khu vực xung quanh quán đậu hũ đều bị hô diên uy mua hết toàn bộ dùng cho quán đậu hũ ở giữa có một ngõ nhỏ đi vào khu vực này có người trông coi quý khách xin hỏi ngài tìm ai người trông coi cản lại dầm hạo thanh thanh không trả lời nhấc chân lên đạp một cái đá bay ra ngoài trong rừng cây nhỏ nội viên có trưng một cây trảm mã đao đao là hô diên uy làm giúp hắn ta cũng là hắn ta bảo hô diên uy làm giúp lần trước sau khi đao gấy hắn ta đã muốn có một thanh đao tốt lần này hô diên uy tới đây cũng là thuận tiện tặng đao thanh trảm mã đao này nhìn không giống bình thường phong cách cổ xưa cầm lên nặng tay phỏng chừng nặng gấp ba lần thanh đao cũ hắn ta dùng sống đao rộng hơn một chút sống đao là ba con hổ thân thể thon dài đầu đuôi nối nhau một con leo lên há miệng gào giống một con mở bốn chân ra chạy con còn lại ở gần chuôi đao là một con ngọa hổ dường như đang ngủ say theo cách nói của hô diên uy đao này tên là tam hống đao nếu lực chém ra đủ mạnh có thể phát ra tiếng như hổ giống căn cứ vào lực lớn hay nhỏ có thể kích phát ra ba loại tiếng hổ gầm khác nhau khi anh dung chiến đấu trên chiến trường đủ lực uy hiếp hồ diên vô hận là võ tướng trong nhà cất chứa không ít binh khí tốt thanh bảo đao này chính là một trong những thanh đao hồ diên vô hận cất giấu nghe nói viên cương muốn một thanh đao tốt hồ diên vô hận bảo hồ diên uy đưa thanh đao này tới tiện tay không ta cầm thấy rất nặng hồ diên uy thấy dáng vẻ yêu thích không muốn buông tay của viên cương hỏi viên cương vuốt đao gật đầu đao tốt hai người đang trò chuyện bên ngoài bỗng truyền tới tiếng đánh nhau ồn ào ngay sau đó tiếng còi tuyết tuyết vang lên là tín hiệu cảnh báo bên này viên cương bỗng nhiên quay đầu lại lập tức xông ra ngoài hồ diên uy đương nhiên cũng nghe thấy tiếng đánh nhau đứng lên hắc hắc một tiếng mẹ nó ai chán sống chạy tới nơi này gây chuyện hắn ta sắn hai bên tay áo bước nhanh ra ngoài ý chí chiến đấu sụp sôi bên trong ngõ nhỏ một đám người cầm gậy gộc Lưỡi kiếm trong tay Hạo Thanh Thanh đã đặt trên cổ một tiểu nhị trong quán đậu hũ, ép hỏi Hồ Diên Uy ở đâu, nhà cửa ở đây san sát, nàng ta cũng biết Hồ Diên Uy ở chỗ nào. Pháp sư đi theo Hồ Diên Uy đang ở đó ngăn cản, khuyên Hạo Thanh Thanh đừng làm bậy ở đây. Pháp sư hỗ trợ Hạo Thanh Thanh cũng khuyên cô đừng sằng bậy, có người âm thầm cảnh cáo cô, thượng tướng quân Hồ Diên vô hận cực kỳ coi trọng chủ quán đậu hũ này. Nhưng Hạo Thanh Thanh căn bản không nghe, làm theo ý mình, lưỡi kiếm trong tay đã cứ ra vết máu trên cổ tiểu nhị ở đây, mắt lạnh lẽo nhìn mọi người, cảnh cáo, nếu không nói, ta chém đầu hắn. Đám người vây quanh bỗng tách ra, viên cương để trả mã đao trên tay hiện thân ở phía sau đám người. Hạo thanh thanh đặt kiếm trên cổ tiểu nhị đưa mắt nhìn lại, lập tức sắc mặt đờ đẫn, môi anh đào khẽ nhếch, trong mắt tràn ngập bất ngờ không tin được, nhìn chằm chằm viên cương. Viên cương nhìn thấy nàng ta cũng bất ngờ, nhíu mày, thầm nghĩ không ổn, ánh mắt dừng trên người mấy an hem bị đánh ngã dưới đất, nghiêng đầu bảo, lui hết ra đi, không có chuyện có mọi người. Ai dám ăn tim hùng mật báo, dám. Hồ Diên Uy hô to gọi nhỏ đi tới, nhưng ngay sau khi thấy người hành hung là ai lập tức im như thóc, vẻ mặt còn khẽ run rẩy. có điều sau khi nhìn thấy viên cương bỗng dưng có niềm tin, biết ông già nhà mình coi trọng viên cương, lúc này nhân cơ hội nổi bão, chỉ vào Hạo Thanh Thanh cả giận nói, nàng làm gì đó. Hạo Thanh Thanh kiêu ngạo nâng cầm, có điều vẫn buông kiếm đặt trên cổ tiểu nhị xuống, ánh mắt phức tạp thỉnh thoảng liếc qua viên cương. Một đám tiểu nhị cũng nghe thấy lời viên cương nói, đều quay lại hết, hiện trường bị vây kín lập tức thoáng đáng hơn không ít. An huynh, đây là tiện nội, từ nhỏ đã điêu ngoa, thích gây chuyện, người đừng để bụng. Hồ Diên Uy nhìn như đang nghĩa hiệp đứng ra nói đỡ cho vợ, thật ra đang tiện thể mắng vốn. Hạo Thanh Thanh lập tức xuất kiếm, ai tiện, chàng lặp lại lần nữa thử xem, nàng ta bước nhanh tới, dáng vẻ như sắp rút kiếm chém người. Ta cảnh cáo nàng đừng làm loạn, Hồ Diên Uy ngoài miệng kêu như vậy, cả người lại luống cuống, chạy ra sau viên cương trốn hai vợ chồng này đúng là khiến người ta không chịu nổi pháp sư đi theo của hai bên cũng đau đầu không thể để nàng ta làm gì hô diên uy đều đứng ra giữa ngăn cản làm vị công chúa này bất giận lưỡi đao trên tay viên cương hạ xuống cũng không quản hô diên uy ở phía sau như thế nào xoay người chậm rãi bước đi ngõ nhỏ sau một trận đánh cãi hô diên uy ồn ào đòi về tố cáo dựa vào bên tường vừa lùi vừa chạy pháp sư hộ tống hô diên uy cũng rời đi theo công chúa chúng ta cũng trở về đi Pháp sư hộ tống bên này cũng khuyên, xoẹt, bảo kiếm trở lại vỏ, hạo thanh thanh xoay người đi về sân viện chỗ viên cương đi tới. Một pháp sư hộ tống đưa tay ngăn cản, công chúa, chủ nhân nơi này không dễ chọc, nếu khiến tướng quân không vui, chọc giận thượng tướng quân, chỉ sợ ngay cả hoàng hậu nương nương cũng không dễ nói đỡ giúp ngài. Hạo thanh thanh nói, người nghĩ nhiều rồi, ta chỉ muốn hỏi chủ nhân nơi này là tên khốn kia tới đây làm gì. Trong rừng cây nhỏ, tam hống đào găm ngang trên một thân cây, một cánh tay của viên cương khoác lên trên, trầm mặc. Hắn ta không ngờ Hảo Thanh Thanh công chúa cao quý lại chạy đến đây, hắn ta biết, Hảo Thanh Thanh chắc chắn nhận ra mình. Hắn ta cũng biết, bại lộ thân phận, sợ là không nên ở lại đây lâu, cũng không biết Hảo Thanh Thanh có cho hắn ta thời gian chạy trốn không. chương 576, Mật Báo 1, tiếng bước chân từ phía sau truyền đến, Hảo Thanh Thanh đi ngang qua hắn ta, dừng lại ở phía trước, chậm rãi quay người lại, nhìn hắn ta hỏi, người chính là An Thái Bình ông chủ quán đậu hũ. Viên cương, đúng, hạo thanh thanh, binh lính ở biên cương bị vu oan, được tướng quân tán thưởng mà xá tội, người đổi tên đổi họ đến đây là muốn làm gì? Viên cương, nghe không hiểu ngươi đang nói gì, có phải ngươi nhận sai người rồi không? Hạo thanh thanh, ngươi cho là làm mặt biến thành đỏ ta sẽ không nhận ra ngươi chắc. Đặc thù của ngươi hoàn toàn khác biệt người khác. Viên cương trầm mặc, hạo thanh thanh bỗng sâu xa nói một câu, người gặp lại ta hơi muộn rồi. Viên cương vẫn trầm mặc, Hạo Thanh Thanh, ta đã gả cho người khác. Viên Cương, biết, Hạo Thanh Thanh, tất cả đều theo nghi lễ, đêm động phòng hôm đó ta đã viên phòng với Hồ Diên Uy rồi. Viên Cương im lặng, cũng không trả lời lại, với hắn ta mà nói, chuyện này chẳng liên quan gì đến hắn ta cả. Hạo Thanh Thanh chừng hắn ta một trận, cuối cùng không nhắc tới chuyện lệch khỏi khuôn mẫu kia nữa, chuyện trước kia cũng đã qua rồi, ta mặc kệ người tiếp cận nhà Hồ Diên có ý đồ gì, nể tình như hữu đạo đã mời ta ăn thịt kho tàu, ta cho ngươi thời gian ba ngày, trong vòng ba ngày phải rời khỏi tề kinh nếu không đừng trách ta không khách khí viên cương gật đầu một cái được hạo thanh thanh bước đi lúc đi ngang qua người hắn ta bỗng dừng lại nghiêng đầu nhìn sườn mặt góc cạnh như đau gọt của hắn ta nói mặt đỏ thật khó nhìn dứt lời nàng ta bước nhanh đi hốc mắt đã đỏ bừng ngấn lệ nước mắt cũng chảy xuống tiễn đưa những thứ đã mất lại nâng tay áo hung hăng lau sạch nước mắt tất cả chuyện này viên cương không nhìn thấy quận thanh sơn nhà tranh như hữu đạo cầm bình nước tưới hoa hoa là một gốc mẫu đơn màu đen cũng không biết thương thuộc thanh lấy được từ đâu để trong sân của hắn quản phương nghi phe phẩy quà tròn uốn éo chậm rãi theo sau ở một bên nhìn bồn hoa kia không quấy dày có việc như hữu đạo để bình nước xuống hỏi quản phương tiến lên trình một tờ giấy anh vương hạo chân thật sự muốn tái gái cưới em gái thiệu bình ba thiệu liễu nhân như hữu cầu cầm tờ giấy nhìn nội dung bên trên sau khi xem xong nhíu mày trầm tư bỗng cười khổ một tiếng người này theo dõi anh vương xem ra thật đúng là anh hùng suy nghĩ giống nhau a à, là ba vạn chiến mã đấy thiệu bình ba đúng là giỏi gây sức ép làm thế nào cũng không động tới y được xem ra con của anh vương phi có thể có quan hệ với thiệu bình ba hảo chân ơi hảo chân nếu người thật sự cưới nữ nhân này về chỉ sợ hai đứa con của người sẽ gặp nguy hiểm quản phương nghi chớp chớp mắt ngài là nói thiệu liễu nhân sẽ giết con của hảo chân nghiêu hữu đạo thiện liễu nhân có làm thế hay không ta không biết nhưng thiệu bình ba là dạng người gì thì ta biết hạo chân không có được đại vị thì thôi một khi lên ngôi thiệu bình ba tám chín phần người sẽ diệt trừ đứa con của vương phi tiền nhiệm trải đường cho con ruột của thiệu liễu nhân quản phương nghi không phải ngài nói thiện liễu nhân từng trăng sao với người đàn ông khác à sao không báo cho hạo chân biết ngăn cản việc này nghiêu hữu đạo lắc đầu hảo vân đã đồng ý rồi Hạo chân có đường từ chối chắc hơn nữa có trang sao với người khác hay không cũng không nói được, có lúc quan trọng, ở vài thời điểm khác lại chẳng quan trọng gì, cưới vợ cũng chỉ vì lợi mà thôi, lúc cần giả bộ hồ đồ vẫn có thể không nhìn tới, Thiệu Bình ba đây là nhìn xem những người đó muốn làm gì, hoàn toàn là có chỗ dựa nên không lo sợ gì, ta cần gì phải làm tiểu nhân trong việc này. Thiện Liếu Nhân cũng chỉ bất đắc dĩ, ta cũng không cần thiết phải giày vò nữ nhân kia, khiến nàng khổ sở cũng chẳng có lợi gì cho ta cả. Quản Phương Nghi, ngài có thể thả ba vạn chiến mã kia tới Bắc Châu ngài không muốn ngăn cản lại sao? Ngưu Hữu Đạo, thật ra ta muốn ngăn, nhưng dễ ngăn cản thế sao? Ba vạn chiến mã, có thể ra vào nước triệu thoải mái, thiệu bình ba chắc hẳn đã thu phục được nước triệu. Di chuyển đám chiến mã đó há lại có thể không đề phòng người khác dở cho quỷ. Không chừng bên trong còn ẩn giấu cạm bẫy nào đó. Bắc Châu và quận Thanh Sơn xa xôi, lợi ích không xung đột, Thiên Ngọc Môn sẽ không làm loại chuyện đầu rơi máu chảy mà vẫn thấy chết không sờn đó đâu. Nếu ngay cả nước Hàn và nước Yến cũng không cản được, người cảm thấy dựa vào lưu tiên tông bọn họ có thể ngăn cản được sao sa mạc mênh mông vô cùng hoang vắng một con kim xí từ trên trời bay xuống một đám người đang đi trên sa mạc tam rừng trên một cồn cát thiệu bình ba ẩn sau đấu bồng màu trắng đưa mắt nhìn về phía xa sau khi giải đọc mật tín thiệu tam tỉnh nhanh chóng bước tới bên cạnh thiệu bình ba vội vàng bẩm báo đại công tử phán đoán của ngài không sai an thái bình kia quả nhiên có quan hệ với ngưu hữu đạo lục thánh trung có hồi âm nói An Thái Bình hẳn là tâm phúc bên cạnh Nhiêu Hữu Đạo, tên thật của hắn ta là Viên Cương. Viên Cương, Thiệu Bình Ba biết bên cạnh Nhiêu Hữu Đạo có người như vậy, nhưng không ngờ người kia chính là Viên Cương, ánh mắt lạnh lẽo liếc qua, đã xác nhận chưa? Thiệu Tam tỉnh, chắc là không sai được đâu, Lục Thánh Trung nói gã từng rơi vào tay Viên Cương, rất quen thuộc, liếc mắt một cái lập tức nhận ra. Nhiêu Hữu Đạo đã trở về quận Thanh Sơn, để lại thuộc hạ tâm phúc dễ bị bại lộ như vậy là có ý gì? Thiệu Bình Ba hơi hoài nghi, nghĩ mãi không thông. Thiệu Tam tỉnh nhìn trái nhìn phải, thấp giọng hỏi có thể là hướng tiểu thư đi không? Có cần nhắc nhở tiểu thư không? Hắn đang nhắc tới Tô Chiếu, bên cạnh có người của Đại Thiện Sơn, hắn không tiện để người khác biết bên này có quan hệ với Hiểu Nguyệt Các, sợ người của Đại Thiện Sơn nghe thấy. Gió thổi qua cuốn theo cát vàng, thổi bay nón bồng che mặt Thiệu Bình Ba, cũng thổi tung áo choàng, bên dưới áo choàng, áo trắng như tuyết. Thiệu Bình Ba tóc bạc nửa ngẩng đầu đối diện trời cao, Nhìn lên bầu trời xanh thẳm, nhớ tới cảnh trong khuê phòng Tô Chiếu ngày đó, vẻ mặt hơi khó chịu, dường như ý thức được việc gì. Tâm không ở chỗ ta, không giữ được, thông báo với người bên nàng, trông cậy vào tạo hóa của nàng đi. Thiệu Bình ba ngẩng đầu nhìn trời nhàn nhạt, nhạt nói một câu. Trong lòng Thiệu Tam tỉnh run lên, cũng ý thức được ý nghĩa sâu xa trong lời y nói, không phải nhắc nhở Tô Chiếu, mà là muốn nói cho Hiểu Nguyệt các biết Tô Chiếu đã bại lộ, Hiểu Nguyệt các xử lý người đã bại lộ như thế nào không biết người phía sau tô chiếu có thể bảo vệ nàng không. Còn nữa, bên kia đừng động đến Nhiêu Hữu Đạo, cũng không biết đạt được hẹn ước gì với Nhiêu Hữu Đạo, chỉ sợ vừa động đến Viên Cương. Báo cho triều đình nước tề biết thân phận gian tế của An Thái Bình. Thiệu Bình ba lại bồi thêm một câu, đây là muốn đẩy Viên Cương vào chỗ chết. Áo choàng phía sau lưng y tung bay, cả người giống như một con chim trắng đang vẫy cánh muốn bay lên, khiến người ta có cảm giác sắp bay theo gió. Phủ thượng tướng quân Hô Diên, một tên thái giám dáng người khôi ngô dẫn mấy người tiến vào thái giám dáng người khôi ngô này chính là kẻ lúc trước bắt lệnh hồ thu tên là mạc chiết đồ đệ của tổng quản đại nội bộ tầm Tùy tùng dừng lại trong sân mạc chiết được người mời vào gian chính dùng trà chỉ một lát sau cha hổ và hô diên vô hận đi vào mạc chiết vội vàng buông tách trà đứng dậy chắp tay nói nô tài tham kiến thưởng tướng quân hô diên vô hận hỏi không biết bệ hạ có ý chỉ gì Mạc Chiết cung kính đáp, ý chỉ thì không có, chỉ là bệ hạ có bảo nô tài chuyển đôi lời cho thượng tướng quân. Hồ Diên vô hận khoanh tay đi tới trước mặt y, bảo, nói đi. Mạc Chiết nói, An Thái Bình ở quán đậu hú, thân phận thật sự là tâm phúc của Ngưu hữu đạo quân Thanh Sơn Nam Châu nước Yến, tên thật là Viên Cương. Mắt hổ của Hồ Diên vô hận chấn động, chậm rãi quay đầu lại nhìn cha hổ cũng đang giật mình. Hồ Diên vô hận nói, có phải hiểu lầm ở đâu không, nếu là gian tế, vì sao không chịu vào kiêu kỵ quân chương 577, mật báo 2. Mạc Chiết đáp, chuyện này nô tài cũng không biết, bệ hạ chỉ bảo nô tài chuyển lời cho thượng tướng quân, tất cả để thượng tướng quân xử trí. Hồ Diên vô hận trầm mặc một lát, chậm rãi hỏi, bệ hạ còn dặn dò gì không? Không có, bệ hạ chỉ muốn nhắc nhở thượng tướng quân một tiếng, đừng để bị hại. Nếu thượng tướng quân không có căn dặn gì khác, nô tài phải quay về phục mệnh. Mạc Chiết chắp tay cáo từ, Hồ Diên vô hận nghiêng người nhường đường, đưa tay ra dấu xin cứ tự nhiên, cũng nói với cha hổ giúp ta tiến y không cần không cần mạc Chiết vội xua tay nhưng cha hổ vẫn tự mình đưa y ra tới cổng mới quay lại hô diên vô hận yên lặng trong phòng cha hổ quay lại hỏi tướng quân định xử trí như thế nào hô diên vô hận vuốt sâu trầm tư cố ý tiếp cận nhà hô diên là thật nhưng cũng không giống gian tế không thấy hắn ta làm ra chuyện gì bất lợi với nhà hô diên bây giờ chưa làm không có nghĩa về sau sẽ không làm Cha hổ cười, hay là tướng quân còn muốn dùng hắn ta? Hồ Diên vô hận, ngay cả bại tướng của nước bị còn dám dùng, sao lại không dám dùng hắn ta? Chỉ cần hắn ta bằng lòng ở lại, lão hổ, ngàn quân dễ có, một tướng khó cầu. Ta tòng quân nhiều năm, nhìn người chưa sai bao giờ. Cha hổ cười mà không nói, trạch viện phía tây vừa mới tu sửa, có thể nói là trạch viện xa hoa nhất phủ thượng tướng quân. Hồ Diên uy đen mặt trở về, phía sau có hai tu sĩ đi theo, thoạt nhìn giống như áp giải hắn ta về ê không gây chuyện đấy chứ hạo thanh thanh vác kiếm từ hoa viên đi ra đúng lúc gặp nhìn thấy hồ diên uy như vậy không nhịn được chiêu chọc một tiếng hồ diên uy không thèm liếc nhìn nàng ta một cái vào gian chính hai tu sĩ canh giữ trong sân xảy ra chuyện gì hạo thanh thanh đi tới trước mặt hai tu sĩ hỏi một tu sĩ cười lắc đầu chúng tôi cũng không biết thượng tướng quân bảo chúng tôi coi chừng ngài ấy tạm thời không để ngài ấy liên lạc gì với bên ngoài Hạo Thanh Thanh A à một tiếng, hơi tò mò, xoay người cũng đi vào gian chính, phát hiện Hồ Diên Huy đang ngồi trong phòng buồn bực rót trà. Sao thế, cô nương nhà ai đắc tội chàng hà? Hạo Thanh Thanh ngồi ở một bên trêu chọc, choang, Hồ Diên Huy cầm tách trà ném xuống đất, giống lên, đừng làm phiền ta. Đột ngột như vậy, đúng là dọa sợ Hạo Thanh Thanh, có điều nàng ta cũng chẳng ngồi không, đối phương đập chén, nàng ta bật dậy khen một tiếng rút kiếm, đặt ngang cổ Hồ Diên Huy, oai phong dở trò trên đầu trên cổ ta cơ đấy. Chán sống rồi à? Hảo Hán không chịu thiệt trước mắt, Hồ Diên Uy lập tức chịu thua, "Công chúa đừng nói vậy, ta không tức giận với nàng, ta tức giận An Thái Bình kia." "Không đúng, hắn ta gọi là viên cương mới phải." "Mẹ nó, lừa ta thật thảm." Đôi mắt linh lợi của Hảo Thanh Thanh đảo quanh, buông kiếm gác trên cổ hắn ta xuống, hỏi, "Nói mau, chuyện là sao?" Hồ Diên Uy lắc đầu, "A, à, phiền lòng, không muốn nói đến nữa." Bốp, kiếm của Hảo Thanh Thanh đập vào ngực hắn ta, "Nói hay không?" Nữ nhân này hơi động một chút đã lấy kiếm ra uy hiếp mình, Hồ Diên Uy nhất thời tức giận, sao nào? Ta không nói nàng còn muốn mưu sát chồng à? Hạo Thanh Thanh ha ha nói, con trai thượng tướng quân, ta nào dám giết, có điều đâm thủng vài lỗ trên người chàng thì ta dám đấy. Dứt lời, kiếm trên tay phát lực, lưỡi kiếm lập tức rạch thủng quần áo trên người hắn ta. Này này này, có chuyện gì cũng từ từ nói, có chuyện gì cũng từ từ nói. Hồ Diên Uy lập tức thay đổi thái độ, cầu xin tha thứ, hắn ta biết nữ nhân điêu ngoa này thật sự chuyện gì cũng làm ra được hạo thanh thanh từ trên cao nhìn xuống lấy kiếm chọc chọc hắn ta đang ngồi trên ghế nói hay không hô diên uy than thở việc này nói ra thật sự buồn lòng an thái bình kia tên thật là viên cương là người của dòng bình quận vương thương hướng tông quận thanh sơn có khả năng là gian tế thời gian lâu như vậy nhà hô diên ta đối với hắn ta cũng không bạc ta cũng thật lòng coi hắn ta là anh em vậy mà hắn lại gả ta Phụ thân bên kia vừa hỏi ta một vài tình hình liên quan, ta mới biết, phụ thân bên kia đã tiến hành bố trí, chuẩn bị chờ sau khi người của quán đậu hũ dọn quán trở về một lưới bắt gọn. Phụ thân sợ ta xúc động làm lộ nước cờ cho người canh chừng ta. Sau khi nghe xong, Hạ Thanh Thanh khinh thường nói, còn tưởng chuyện gì. Hừ một tiếng, thu kiếm vào bao, xoay người bước đi. Tiện nhân, Hồ Diên Uy nhìn theo bóng dáng rời đi của nàng ta, nhỏ giọng mắng, quay lại ngồi hờn dỗi. Trong thư phòng Hảo Thanh Thanh bồi hồi, cuối cùng vẫn ngồi xuống chấp bút, viết một phong thư. Sau khi dán kín thứ, gọi nha hoàn của mình qua, giao thư ra, dặn dò, người tới quán đậu hũ, giao phong thư này cho ông chủ An Thái Bình của quán, nhớ kỹ, phải giao tận tay hắn. Phù phương viên, trong mái hiên, Ngọc Thương dựa vào lan can, cầm thư đọc viên cương. Vậy mà có ý muốn tiếp cận Tô Chiếu, nói cách khác, như Hữu đạo đã biết thân phận của Tô Chiếu. Độc cô tĩnh trả lời, chắc là vậy. Ngọc Thương, chúng ta bên này vậy mà lại để lộ chỗ hở lớn như thế, không khỏi liên quan tới việc bạch trưởng lão dung túng. Không phải ông ta nói, một khi có liên lụy gì ông ta sẽ tự tay xử lý sạch sẽ sao? Giao thư này cho ông ta, để ông ta xem. Vâng, độc cô tĩnh đáp lời. Quán đậu hũ, viên cương cũng đang đọc một phong thư, thư chính là do hạo thanh thanh phái người đưa tới. Xem xong thư, viên cương yên lặng hủy nó, tâm tình nặng nề, hạo thanh thanh cho hắn ta thời gian ba ngày để rút lui, không ngờ mới tới hai ngày, thân phận của hắn ta đã bại lộ. Hắn ta hiểu được ý của Hạo Thanh Thanh khi gửi phong thư này, có lẽ nàng ta muốn chứng minh không phải do mình tố cáo. Nhìn quanh quán đậu hũ ngày thường giờ đã vắng vẻ không ít, anh em giữ oi tay đã sớm rút lui từ sáng hôm nay, lấy danh nghĩa ra ngoài huấn luyện, sáng sớm đã dẫn người bỏ chạy, chuyện trong quán giao cho những tiểu nhị khác mới tuyển dụng. Người trong quán không đủ, cao trưởng quầy còn lại nhải một trận. Mà bản thân hắn ta sở dĩ không rút lui theo, có nguyên nhân khác, hơi trần trừ do dự. Sau khi đọc được phong thư này, hắn ta đã hiểu ra, không có cách nào dây dưa nữa, phải ra quyết định thôi. Hắn ta quyết tâm rồi, nhanh chóng quay về phòng thu dọn vài thứ tùy thân, sau đó vội vàng rời khỏi quán đậu hũ, đón một chiếc thuyền ven hồ rời đi. Một đường rong thuyền lướt sóng, thuyền tới thủy các đỗ phía sau bạch vân gian, viên cường rời thuyền đi vào, trực tiếp tìm tô chiếu. Tô chiếu nghe tiếng ra đón còn không kịp nói gì, viên cương ngó tần miên đang ở cách đó không xa đang nhìn chằm chằm bên này thấp giọng nói với tô chiếu một tiếng nàng qua đây tô chiếu không biết hắn ta muốn làm gì đi theo cùng nhau trở về khuê phòng của nàng đi vào cửa viên cương kéo cánh tay nàng bước nhanh vào trong phòng nhìn nàng chằm chằm sao vậy tô chiếu cảm nhận được hôm nay hắn ta hơi khác thường viên cương không quanh co lòng vòng trực tiếp hỏi nàng có bằng lòng đi theo ta không tô chiếu khó hiểu đi đâu viên cương rời khỏi bạch phân gian theo ta tới quận thanh sơn tô chiếu ngậm miệng không nói gì đột nhiên nhắc tới quận thanh sơn chạm tới một khúc mắc của nàng muốn nói lại thôi viên cương nói ta vốn tên là viên cương nghiêu hữu đạo là đại ca của ta tô chiếu khiếp sợ đẩy tay hắn ta ra giật mình nói chàng chàng chính là viên cương nàng đương nhiên cũng từng nghe nói bên cạnh nghiêu hữu đạo có người tên như vậy viên cương gật đầu ta cũng biết thân phận thật của nàng Tô Chiếu lập tức hiểu ra chuyện gì đó, nhất thời mặt lộ vẻ bi phẫn, chàng ở cùng ta chỉ vì muốn lợi dụng ta. Viên Cương, đúng vậy, thân phận của ta đã bại lộ, nhà hô Diên sẽ ra tay với ta, ta phải đi, nàng có bằng lòng đi cùng ta không? Giang nanh Tô Chiếu cắn chặt môi, nhìn hắn ta, bi thương nói, nếu chàng dối gạt ta, còn dám chạy tới, tưởng ta không dám giết chàng sao? Viên Cương, thân phận của ta bại lộ, ta đi rồi, sự thật sớm muộn gì hiểu nguyệt các cũng sẽ biết, Đồng nghĩa với việc hiểu nguyệt các cũng sẽ biết thân phận của nàng bại lộ, tình cảnh của nàng sẽ rất nguy hiểm. Chương 578, phong cách làm việc của thượng tướng quân hơi thô bạo. Không che che giấu giấu gì, một câu khiến Tô Chiếu ngây ngẩn cả người, cũng giúp nàng hiểu ra, đối phương sợ nàng gặp nguy hiểm mới mạo hiểm tới đây tìm mình, nếu không đã chạy đi từ lâu rồi. Nhất thời, tâm tình của nàng buồn vui lẫn lộn, bi phẫn vì nam nhân này đang lừa gạt lợi dụng nàng, vui sướng là vì trong lòng nam nhân này có nàng hắn ta thẳng thắn thành khẩn, nhưng lại khiến nàng vốn tràn ngập bi thương phẫn nộ mà muốn hận cũng không hận nổi, bởi vì qua tiếp xúc, nàng ít nhiều cũng hiểu hắn ta, biết nam nhân này chính là người như vậy. Vì sao muốn tới quận Thanh Sơn, như hữu đạo có thể chấp nhận ta sao? Tô Chiếu đột nhiên hỏi vậy, có thể nói ra lời này, chứng tỏ nàng đã động lòng. Viên cương, tình huống trước mắt, một khi nàng rời đi, với năng lực của ta không thể bảo vệ nàng, người ta quen biết, tin tưởng được mà cũng có năng lực đó chỉ có mình đạo ra, chỉ có thể tới quận Thanh Sơn tìm đạo gia. Nàng yên tâm, mặc kệ lai lịch và xuất thân của nàng như thế nào, chỉ cần nàng là nữ Na Han của ta, đạo gia nhất định chấp nhận nàng, cho dù phải mạo hiểm một phen cũng nhất định sẽ bảo vệ nàng, điều này nàng không phải lo. Đúng như lời hắn ta nói, hắn ta cũng thật sự không có cách nào, từ lúc quen biết đạo gia đến khi mỗi người đi một ngả cũng không lâu, nếu là một mình hắn ta, hắn ta sẽ không trở về tạo thêm phiền toái cho đạo gia, bất đắc dĩ quay lại quận Thanh Sơn cũng chỉ vì bảo vệ nàng. Tâm tình tô chiếu thật phức tạp, chợt hỏi chàng thích ta chứ? Viên cương không biết nên trả lời nàng như thế nào, bình tĩnh xem xét, hắn ta đối với nàng chưa nói tới thích hay không thích, chỉ là kết quả của việc nhất thời xúc động mà thôi, nhưng hắn ta sẽ chịu trách nhiệm về sai lầm mình phạm phải. Hắn ta cũng nghe ra hai tầng ý tứ trong lời nàng nói, đi cùng hắn ta hay không, đáp án ở ngay trong câu trả lời của hắn ta. Trong lòng viên cương dối rắm nhưng vẫn nói ra câu trái lương tâm nọ thích. Tô Chiếu vừa cười vừa khóc, lập tức nhào tới trôn đầu trong lồng ngực hắn ta ôm chặt quá vui mà bật khóc được cho dù trời sập đất nứt cũng không quản tương lai như thế nào ta nguyện gánh hết tất cả hậu quả ta đi theo chàng viên cương vỗ vỗ lưng nào việc này không nên chậm trễ muộn nữa sẽ không kịp giờ đi ngay đi đẩy nàng ra khoác tay nàng kéo đi mới vừa đi được vài bước tô chiếu bỗng dừng lại dùng sức kéo hắn ta không cho hắn ta đi viên cương quay đầu lại hơi khó hiểu tô chiếu lắc đầu vẻ mặt bất đắc dĩ nói, không thể đi, không đi được, chúng ta không thể đi. Viên cương xoay người lại hỏi, vì sao? Còn lưu luyến chuyện gì, còn việc gì không bỏ xuống được sao? Xin lỗi, thật xin lỗi, là ta lừa chàng, thật ra ta vẫn biết chàng trúng độc. Tô chiếu hai mắt đẫm lệ, hai tay ôm lấy má hắn ta hối lỗi, lắc đầu bất đắc dĩ nói, nếu chàng biết ta là người hiểu nguyệt các, chàng cũng biết thuốc độc bọn họ cho chàng uống là thứ gì. Viên cương, không biết, cũng không quan trọng, Tô Chiếu thống khổ nói, khổ thần đan, có thể chàng không rõ, loại độc dược này cứ ba tháng sẽ phát tác một lần, không có thuốc giải chàng sẽ không chịu nổi, bên trên khống chế thuốc giải cực kỳ nghiêm khắc, lúc cần sử dụng, một lần ta cũng chỉ lấy được một viên, về sau không có thuốc giải phải làm sao. Tư vị khi độc phát chắc chàng cũng biết, chúng ta không đi được. Viên cương lập tức vươn tay vào trong ngực, sờ soáng lôi ra ba viên sáp lúc trước thu dọn ở quán đậu hũ, bóp nát một viên, lộ ra một viên thuốc màu đen, hỏi nàng nói chính là thuốc giải này tô chiếu cúi đầu ngửi lại ngẩng đầu lên kinh ngạc hỏi ba viên thuốc giải này khống chế cực nghiêm chàng lấy ở đâu ra nhiều thuốc giải như vậy viên cương thuốc giải lúc trước các nàng cho ta tô chiếu vẫn chưa hiểu ra viên cương thuốc độc kia không có tác dụng với ta căn bản không thể khống chế được ta ta không cần thuốc giải này giữ lại thật sự tô chiếu vô cùng vui sướng viên cương ta còn chưa muốn chết đừng lãng phí thời gian nữa còn dây dưa tiếp muốn chạy cũng không chạy được đâu. Tô Chiếu liên tục gật đầu, nhưng vừa đi tới cửa lại kéo viên cương lại, hỏi nếu chàng bị theo dõi, chàng xác định mình còn có thể quang minh chính đại rời đi như thế. Viên cương trầm mặc, không dám cam đoan, theo tin tức ta nhận được, bây giờ chắc là sẽ không đánh rắn động cỏ trước đâu, chắc phải chờ tới buổi tối người của ta tập trung lại mới động đến ta, tùy cơ ứng biến sẽ luôn có cách rời đi. Được, vậy nghe ta sắp xếp, Tô Chiếu dặn dò một phen mới ra ngoài, ra khỏi phòng, Nàng vẫy vẫy tay với Tần Nguyên đang bồi hồi đứng nhìn từ xa, gọi nàng ta tới, dặn dò có khách quý tới, người tự mình ra cửa sau chờ đón. Tần Nguyên không khỏi tò mò hỏi, đông ra, khách quý phương nào vậy? Tô Chiếu, đừng hỏi nhiều, người đến tự nhiên người sẽ biết. Vâng, Tần Nguyên đáp lời, cứ vậy rời đi. Xác nhận nàng đi rồi, Tô Chiếu nhanh chóng quay về phòng, lấy một ít vật phẩm, sau đó dẫn viên cương ra ngoài, tới một nơi vắng vẻ, đẩy ra một tòa núi giả dùng để che giấu cùng viên cương người trước kẻ sau trốn vào thủy động, theo mật đạo ở Bạch Vân Gian rời đi. Tần Nguyên bồi hồi ở thủy các phía sau, đợi một lúc lâu, đợi đến tận trạng vãng cũng không thấy khách đến. Đợi đến khi khách quý thật sự tới, cũng không vào từ của sau mà theo mật đạo tiến vào Bạch Vân Gian, có người thông báo với nàng ta, nàng ta mới biết khách quý đã đến. Trong phòng tối, một người ẩn sau đấu bồng màu đen đưa lưng về phía nàng ta. Tần Nguyên đi vào phòng tối vội vàng hành lễ, Bạch Tiên Sinh, không ngờ người đông ra bảo ta nghênh đón lại là ngài. Gọi tô chiếu tới đây, bạch tiên sinh ẩn sau đấu bồng màu đen chậm rãi lên tiếng. Vâng, tần miên rời đi tìm người, nhưng sao còn có thể tìm thấy bóng dáng tô chiếu, hỏi qua, không thấy tô chiếu và viên cương rời khỏi bạch vân gian, nhưng lại có người nhìn thấy hai người đi về phía mật đạo, nhưng không thể xác định có phải thông qua mật đạo rời đi rồi hay không. Tần miên quay lại phòng tối, chỉ có thể bẩm báo chi tiết. Nửa khuôn mặt của Bạch Tiên Sinh bên dưới đấu bồng khẽ nhân lại, hỏi An Thái Bình cũng đến đây. Tần Nguyên, vâng, Bạch Tiên Sinh, hai người rời khỏi đây từ mật đạo. Tần Nguyên hơi do dự, không thể xác định được, theo lý thuyết, mật đạo sẽ không dễ dàng để An Thái Bình biết được. Bạch Tiên Sinh xoay người đi tới, tiếp tục tìm. Vâng, Tần Nguyên nhận lệch, xoay người, nhưng biến cố xảy ra ngay lập tức, ầm. Bạch Tiên Sinh đột nhiên đánh một trường vào lưng Tần Nguyên, rõ ràng là đánh lén. Tần Nguyên cả người không động đậy, vị trí trái tim trên ngực lại thuôn ra một đống máu, mở to hai mắt, hơi run run chậm rãi xoay người lại, ánh mắt nhìn về phía Bạch Tiên Sinh tràn ngập khó tin, hỏi, vì sao? Bạch Tiên Sinh bình tĩnh nói, An Thái Bình chính là viên cương, tâm phúc dưới tay ứng hữu đạo, tô chiến đã bại lộ, người phụ trách con đường đó liên quan rất sâu, không thể để xảy ra chuyện gì nữa, nhất định phải chấm dứt. Người yên tâm, con người tổ chức sẽ chăm sóc thật tốt, người an tâm mà đi. Vẻ mà tần nguyên bi ai, cả người ầm một tiếng ngã xuống đất, run rẩy, miệng hộp máu tươi, động tác dần dần ngừng lại, chết không nhắm mắt. Bầu trời tối đen, phủ thượng tướng Hồ Diên, cha Hồ bước nhanh vào trong một gian phòng, Hồ Diên vô hận đang đứng trước bản đồ nước tấn, cầm trong tay lá cờ hai màu, thỉnh thoảng lại cắm một cây cờ lên. Cố gắng không quấy rầy suy nghĩ của hắn, cha hồ khẩn cấp bẩm báo, tướng quân, nhiều hữu đạo có thể chạy mất rồi. Hồ Diên vô hận chậm rãi quay đầu lại, không phải luôn giám sát à lúc trước không phải còn nói hắn ta đang ở Bạch Vân Gian sao? Cha Hồ, cho người theo dõi nhìn chằm chằm mà không thấy hắn ta ra khỏi Bạch Vân Gian, còn nữa, đám tiểu nhị ra ngoài huấn luyện đến bây giờ còn chưa về. Cho người tới tiếp xúc với trưởng quầy quán đậu hũ, cao trưởng quầy nói người hôm nay trong quán đều là đám tiểu nhị lúc trước không tham gia huấn luyện, chuyện này cực kỳ bất thường. chương 579, vừa khó coi vừa hoang đường. Hồ Diên vô hận xoay người tới cạnh bàn, cầm một lá cờ hai màu ném lên bàn, là bên chúng ta để lộ tin tức hay trong cung để lộ. Cha Hồ đều có khả năng, cũng có thể hắn ta đã nhận ra điều gì từ trước, đám tiểu nhị từ sáng sớm đã ra ngoài huấn luyện, khi đó chúng ta còn chưa nhận được tin tức trong cung. Hồ Diên vô hận ngồi trên chiếc ghế phía sau bàn, thằng nhóc này giỏi lắm, bản thân chậm chạp không đi, xem ra là vì che giấu cho những người khác, hấp dẫn lực chú ý, tranh thủ thời gian cho đám tiểu nhị rút lui. Phong cách làm việc của người này vào ra nhịp nhàng ngày thường huấn luyện lộ liễu để sau này một đám người quang minh chính đại rút lui khỏi cái bẫy mai phục tốt từ trước đúng là can đảm lừa được cả ta cha hồ hỏi có cần điều tra bạch vân gian xem hắn ta còn ở đó hay không khô diên vô hận hừ hừ cười lạnh hai tiếng người trong thiên hạ đều biết tề kinh có dâm động bạch vân gian đúng là danh tiếng tốt tướng sĩ ở tiền tuyến quên mình quyền quý bên này ở trong kinh thành lại đắm mình trong dâm động bảo tướng sĩ trên tiền tuyến làm sao chịu được không điều tra gì hết ta đã sớm nhìn nó không vừa mắt thừa dịp viện cớ trong cung, dẫn người ngựa tới trực tiếp tịch thu Bạch Vân Gian cho ta. Người có thể đã ra khỏi thành từ lâu rồi, truyền quân lệnh xuống, phải thám tử đi tìm, đồng thời liên hệ với giáo sự thai mở to mắt tìm cho ta, tìm được người lập tức liên hệ đại quân gần nhất chặn lại. Vâng, cha hổ nhận mệnh lệnh, trong lòng cũng hiểu, nếu nhà hô Diên không cưới trưởng công chúa, vị này sợ là sẽ không dễ gì động tới đại vương Tây Viện được, bởi vì không muốn cuốn vào phân tranh hoàng tộc, đây là nhân cơ hội tỏ thái độ quân lệnh vừa ban xuống, kinh thành xôn xao, hoàng cung đại nội, bộ tầm đi lên gác cao, bẩm báo với hạo vân đồ đang đứng dựa vào lan can, hồ diên vô hận điều động người ngựa vây quanh bạch vân gian, đang muốn tịch thu nơi đó. Hạo vân đồ, ai cũng biết đó là sản nghiệp của lão ngũ, phong cách làm việc của thượng tướng quân khá thô bạo, đây là tát thẳng vào mặt lão ngũ một cái, lão ngũ còn không tức giận tới giơ chân. Bộ tầm lặng lẽ ngó sắc mặt y, có một số việc trong lòng biết rõ, hồ diên vô hận ngang nhiên trở mặt với đại vương tây viện là vì người cha vợ này đúng như lời hảo vân đồ nói nghe thấy sản nghiệp của mình đột nhiên bị tịch thu đại vương tây viện hảo vân thắng vội vàng chạy tới hiện trường lúc tới nơi bạch vân gian đã bị trọng binh vây quanh ngã tư đường gần đó đã bị người ngựa dơ đao dơ thương cầm đuốc chặn kín bên trong bạch vân gian loạn thành một mớ ở trong không ngừng có người bị áp giải ra quản ngươi vương quyền phú quý cái gì khách nam tới chơi bị bắt quỳ thành một hàng ở ven đường hai tay ôm đầu oanh oanh yến yến bị giải ra cũng thế, quỳ thành một hàng ở bên kia đường, cách ngã tư đường, đưa lưng về phía khách nam, ở giữa là quân sĩ cầm đao thương đứng canh. Rất nhiều người quần áo không chỉnh tề, một vài khách nam ỉ mình có bối cảnh, một vài oanh oanh yến yến ỉ vào việc bạch phân gian có phía sau chống đỡ bắt đầu tranh cãi ẩm ý, đến khi biết là kiêu kỵ quân đều thức thời thành thật ngậm miệng lại. Kẻ không thức thời bị đánh chết ngay lập tức, sau khi mấy cái đầu người máu chảy đầm đìa rơi xuống đất, lập tức dọa sợ mọi người, Tất cả đều trở nên thành thật ngoan ngoãn phối hợp Kẻ chết cũng không ngoan Loại người không thức thời này thường bối cảnh cũng chẳng lớn Không biết mình gặp phải người nào cho nên không biết trời cao đất rộng Sau khi biết sâu cạn rồi còn dám ở phía sau dở trò làm loạn Trong bạch phân gian Bất kỳ một chỗ nào có thể ẩn mình không mở ra được đều bị cưỡng ép phá bỏ như dỡ nhà Không ít mặt tường đều bị đập ra Chẳng mấy chốc đã hành hạ bên trong nội bộ hố tiêu kim thành một đống vụn nát Tránh ra Một tiếng hét từ trên đường truyền tới quân sĩ đứng chặn ở đầu đường bị đẩy ra hạo vân thắng khập khánh đi tới dưới sự hộ tống của tùy tùng đối mặt với vị tây viện đại vương này không có được quân lệnh các quân sĩ cũng thấy khó xử đây chính là em trai ruột của hoàng đế bệ hạ không biết là ngăn lại hay là không ngăn thì tốt hơn không dám vì tiện xúc phạm thấy tình hình trước mắt khuôn mặt hạo vân thắng dưới ánh lửa trở nên u ám trong mắt là giận dữ khó che giấu vương gia oan uổng quá vương gia hãy làm chủ cho bọn ta thấy người chống lưng đã tới, một kỹ nữ đang quỳ dưới đất đột nhiên bỏ dậy, đẩy quân sĩ canh gác ra, quỳ ở giữa đường cản đường kêu oan. Âm thanh này vừa vang lên, mấy kỹ nữ khác cũng bỏ dậy khỏi đám người đang quỳ, cùng nhau cản đường kêu oan. Mấy oanh yến khác bắt đầu khóc lóc kêu than, đồng loạt hưởng ứng tiếng kêu oan của các kỹ nữ, tất cả đều xoay người quỳ hướng về phía hạo vân thắng, tiếng khóc cao thấp nối tiếp nhau vang lên ở đầu đường. Đám đàn ông quỳ ở bên kia thì len lén quan sát, ngược lại rất an tĩnh thậm chí có người còn trao đổi ánh mắt lẫn nhau, chuẩn bị xem náo nhiệt. Nhìn một đám người quỳ ở trước mắt, ánh mắt lạnh lùng của Hạo Vân Thắng liếc ra xung quanh, phẫn nộ quát, mua bán hợp pháp, ai cho các người quyền làm sằng làm bậy, trong mắt có còn vương pháp hay không? Bảo Hô Diên vô hận tới gặp bổn vương, ở đây lời vừa dứt, từng cung tiến thủ đột nhiên nhảy ra từ cửa sổ ở hai bên đường. Tiếng vang vèo vèo của cung tên đột ngột vang lên, mưa tên chợt tấn công tới. Hạo Vân Thắng sợ hết hồn, Pháp sư hộ tống ở hai bên lách một cái tiến lên phía trên, làm phép bảo vệ hắn ta. Nhưng mà những mũi tên kia chỉ hướng về phía Hạo Vân Thắng, mà không hề bắn vào hắn ta, ngược lại người đang quỳ ở trước mặt Hạo Vân Thắng bỗng kêu lên một tiếng thảm thiết. a à, mười mấy kỹ nữ vừa rồi còn chạy đến khóc kể lể kêu oan giờ đã ngã xuống trong tiếng kêu thảm thiết, người nào cũng bị bắn thành con nhím, nháy mắt ngã xuống trong vũng máu. Một trận cung vang lên, sau những tiếng kêu gào ẩm ý, hiện trường rơi vào một mảnh tĩnh mịch, đám oanh yến vừa rồi còn chạy theo khóc lóc phụ hỏa giờ đều run rẩy có chút cảm giác bị dọa cho hồn bay phách tán không ai dám kêu ca gì nữa đám đàn ông đang quỳ ở một bên sợ đến đầu óc co rút lại sắc mặt ai cũng khó coi cũng có cảm giác sợ mất vía không còn tâm trạng để xem náo nhiệt nữa bắt đầu lo lắng quân kiêu kỵ liệu có đại khai sát giới hay không hảo vân thắng thật sự bị dọa sợ chỉ trong nháy mắt vừa rồi thậm chí hắn ta còn nghĩ có người đã nhân cơ hội diệt gọn mình trong lối đi của con hẻm ánh lửa ở trước mặt không biết từ lúc nào đột nhiên xuất hiện một bóng người, Hạo Vân Thắng còn tưởng rằng mình bị ảo giác hoa mắt, đợi đến khi người kia dần dần qua đây, sau khi thấy rõ là ai, con người chợt co lại. Cha hổ đột nhiên hiện thân đi tới, dừng bước cách đám thi thể trên mặt đất, liếc qua cái chân gãy kia của hắn ta, đường đường là tôn sư vương gia, lại hiện thần thành một tay đứng đầu lầu xanh ở trước mặt mọi người, vừa khó coi, lại hoang đường. Hạo Vân Thắng phất tay áo chỉ tay, cả giận nói, ở trong kinh thành hỗn xược với đại quân, các ngươi muốn tạo phản sao? Cha hổ, đừng có đổ thừa lung tung, điều động đại quân đương nhiên có nguyên nhân, vương gia không có quyền nhúng tay vào quân vụ, tự tiện quấy nhiễu quân vụ là tội chết, xin hãy mau rời đi. Hạo vân thắng, bảo hô diên vô hận tới gặp bổn vương. Hai tay cha hồ ôm bụng từ từ nói, vương gia, thượng tướng quân có lệnh, kẻ nào cả gan cản trở quân vụ, giết. Trong lúc nói chuyện ánh mắt lạnh lẽo lướt qua hai tên Pháp sư hộ tống ở hai bên, lông mày dần nhướn lên. Lời này vừa nói ra, cung tiến thủ ở cửa sổ tầng lầu hai bên đường lại cho tên vào cung binh khí trái phải đều chuyển hướng nhắm vào hạo vân thắng pháp sư hộ tống của hạo vân thắng và cha hổ nhìn nhau một hồi dường như có chút chột dạ nói mấy câu bên tai hạo vân thắng chương 580, bao vây cuối cùng hạo vân thắng hất tay áo một cái nghiêng đầu xoay người đi sắc mặt rất khó coi con em của hoàng tộc sở dĩ thích tranh ngôi vị đôi khi cũng không chỉ là bởi vì quyền thế mà là người ở dưới quyền thế quá thực tế không có quyền thế thì không có tôn nghiêm thí dụ như hạo vân thắng trước mắt ôm đầy xấu hổ giận dữ rời đi mùi vị chịu nhục ngay trước mọi người không hề dễ chịu chuông reo một tiếng chuông reo lần này ngay cả viên cương cũng nghe thấy rõ ràng trước mặt mơ hồ nghe được chuông reo tôi chiếu lắng nghe lại không phát hiện bất kỳ dị thường nào còn tưởng rằng là ảo giác dưới trời đầy sao hai người bay vút nhanh chóng ghi cương dừng tuấn mã lại nhìn nhau song song nhảy xuống khỏi ngựa đi về nơi tiếng chuông reo lục soát không bao lâu, hai người tìm được một cái chuông ở trên một cái cây nhỏ. chuông thì không nói làm gì, mấu chốt là trên chiếc chuông có gắn một sợi dây. viên cương nhanh chóng vuốt dọc theo sợi dây, phát hiện sợi dây bị đứt. tô chiếu lập tức phóng ra nguyệt điệp, tìm kiếm về phía đoạn đầu sợi dây, rất nhanh kéo ra đầu một dây khác ở vùng cỏ bên kia, cũng vuốt dọc đó, vuốt đến khoảng cách lên trăm trượng nhưng vẫn không thấy điểm cuối. nàng không dám chế nãi thời gian quá lâu, lại vuốt sợi dây lại, hai người cùng nhau nhìn về phía chiến mã của mình lại quay đầu nhìn về hướng mà mình tới. Rất hiển nhiên, sợi dây này bị hai người làm đứt lúc cưới ngựa đến, vì vậy đã làm tiếng chuông vang lên. Như vậy thứ nhất, chứng tỏ tiếng chuông mà Tô Chiếu nghe thấy trước đó không phải ảo giác, chỉ là bởi vì độ xa gần của vị trí chiếc chuông đến vị trí làm đứt sợi dây không giống nhau, cho nên có người nghe rõ, có người không nghe rõ. Hai người không biết trên đường đã làm đứt bao nhiêu sợi dây, đã vậy buổi tối không nhìn thấy gì, cho dù là ban ngày, sợi dây nhỏ ẩn trong đồng cỏ như vậy bị vó ngựa làm đứt thì ai có thể phát hiện. Viên cương rất nhanh ý thức được, đồng cỏ minh mông, tìm người không dễ, đây rất có thể là là một biện pháp quân sự để quân kỵ binh tìm mục tiêu trên đồng cỏ, rất có khả năng bị người và những động vật khác ảnh hưởng, nhưng quân kiêu kỵ nhất định còn có biện pháp khác. Hướng đi đại khái của chúng ta có lẽ đã bị quân kiêu kỵ phát hiện rồi. Vẻ mặt viên cương nghiêm trọng, đạo lý rất đơn giản, người muốn bắt bọn họ không thể nào đi khắp nơi bố trí vật này trong thảo nguyên minh mông được, có bố trí đơn giản hơn nữa cũng không thể nào chịu được. Tô Chiếu, sao lại xác định là quân đội, có khả năng là những người khác bố trí hay không? Viên cương cảnh giác nhìn bốn phía nói, vật này nhìn như đơn giản, cũng không phải là thứ mà mấy tu sĩ các cô có tu vi cao đến mấy là có thể làm được. Muốn phát huy tác dụng của báo động trước phải có hệ thống đồng bộ thao tác trong phạm vi lớn mới được. Đây nhất định là biện pháp báo động trước của quân sự, những người khác không có năng lực tổ chức và nhân lực như vậy. Tô Chiếu như đang suy nghĩ gì đó gật gật đầu, cũng hiểu ra tại sao hắn ta lại xác định là quân kiêu kỳ, dĩ nhiên là bởi vì nhà họ hô diên, nhưng vẫn không nhịn được nhìn lâu viên cương mấy cái. Thu Nguyệt điệp lại, đổi hướng đường, đi, viên cương gọi một tiếng, hai người lập tức chạy về phía chiến mã, xoay mình ngồi lên, quay ngựa phi nhanh về một hướng khác. Bảo sao có thể giấu được ánh mắt của hô diên vô hận, ngay cả ta cũng tưởng ngươi xuất thân từ quân ngũ, vì tiếp cận nhà họ hô diên, người đúng là tốn không ít công sức. Tô Chiếu cùng cưỡi ngựa không nhịn được hô lên không đơn thuần là bởi vì chuyện vừa rồi dọc theo con đường này vì để cắt đuôi đám truy lùng kia nàng sớm đã phát hiện viên cương dường như có hiểu biết nhất định về quân ngũ viên cương không giải thích ước chừng sau một nén nhang sắc mặt hai người đang lao nhanh trong bóng đêm hơi biến đổi tất cả quay đầu nhìn lại mơ hồ nghe được nhiều tiếng vó ngựa tiếng vó ngựa gấp gáp như tiếng sấm càng ngày càng gần hai người xông lên sườn một ngọn núi nhìn lại chỉ thấy dưới ánh trăng một hàng dài những bóng đen đang đuổi theo còn có ánh sáng của nguyệt điệp nhiều kỵ binh như vậy muốn không tin là quân kiêu kỵ cũng khó viên cương vội vàng chỉ về một hướng nói cô đi từ bên kia sau khi đến quận thanh sơn báo cáo tình huống với đạo gia đạo gia làm rõ sai trái sẽ sắp xếp ổn thỏa cho cô nhất định sẽ không bạc đái tô chiếu cuống lên ta không đi phải đi cùng nhau viên cương cô rời đi trước nghĩ cách liên lạc với đạo gia đạo gia ra tay còn có thể cứu ta mục tiêu của bọn chúng là ta cô đi cùng thì không ai thoát được hết Tô Chiếu dứt khoát phản đối ta không đi. Ở trong mắt nàng, viên cương là người phàm phu tục tử, có nàng ở đây còn có thể giúp đỡ bảo vệ, nàng cũng không thể chấp nhận bỏ lại viên cương một mình chạy trốn. Cứ lôi kéo như vậy, hai người có muốn đi cũng không đi được nữa, kỹ thuật cưỡi ngựa của đội ngũ đuổi theo phía sau vô cùng tinh xảo, không phải thứ hai người có thể bì được, không bao lâu đã đuổi kịp bọn họ, thanh thế kia kinh người, khí thế như muốn cuốn tung mặt đất mênh mông. Đại đội kỵ binh đột nhiên biến ảo đội hình, chia binh hai đường, đánh từ hai phía hình chữ V. Trong đó có tiểu đội trên trăm người tăng tốc độ sông lên, dưới bóng đêm tựa hồ có thể nhìn thấy được đám ngựa dùng hết sức lao nhanh còn người thì không thấy đâu, toàn bộ hơn trăm người dán vào trên lưng ngựa, hơn nữa còn có thể đốt hỏa tiễn dưới tốc độ truy đuổi nhanh như vậy, dây cung chợt vang, một mảnh ánh lửa vèo vèo bắn tới từ một bên. Mặc dù không bắn chúng hai người, nhưng lại ép hai người không thể không liên tục ra roi thúc ngựa đổi phương hướng, cả một đường dùng hỏa tiễn để đồn ép. Không bao lâu, viên cương nhận ra đối phương không phải muốn đuổi theo giết bọn họ mà là muốn ép bọn họ đi về một hướng nào đó đến khi kịp phản ứng lại thì đã trễ dưới màn đêm phía trước có thể thấy mấy con nguyệt điệp lượn lờ mà bên dưới nguyệt điệp là bóng đen kéo dài giống như một bức tường viên cương và tô chiếu không muốn đi về hướng đó cũng khó bị thế tấn công gọng kìm đuổi tới bức tường đen kia đột nhiên đốt ngọn đuốc giơ lên hàng kỵ binh dày đặc chắn ở phía trước trong đám kỵ binh chắn đường lại có lượng lớn người dựng cung lên dây kéo cung tên về phía bên này, bất cứ lúc nào cũng sẽ có một trận mưa tên hạ xuống. Kỵ binh đuổi theo từ hai phía dần dần thả chậm tốc độ, cuối cùng dừng lại. Viên cương và tô chiếu bị thanh thế này cuốn theo, tiết tấu bỏ trốn cũng không tự chủ được bị khống chế. Đến khi hai người bị chặn dừng lại, ngắm nhìn bốn phía, phát hiện mình đã bị đại quân bao vây, xung quanh chỗ nào cũng có kỵ binh dơ đuốc. Chủ tướng kỵ binh vẫy tay, cung tên đang kéo căng bỗng thả lỏng, mũi tên đang chĩa vào cũng hạ xuống. Mà ở hai bên chủ tướng, có mấy tên Pháp sư tùy tùng, nhìn trang phục rõ ràng là tu sĩ của ba phái lớn. Viên cương dơ chảm mã đao lên, tô chiếu rút bảo kiếm ra, song song cảnh giác bốn phía. Nhưng kỵ binh bao vây bọn họ không hề có ý tấn công, cũng không có ý thả bọn họ đi, không nói tiếng nào, dường như chỉ muốn bao vây bọn họ, mà cũng như đang chờ gì đó. Bị vây lại, hai người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, không biết rõ trình độ của Pháp sư đi theo đối phương, nếu chỉ có kỵ binh, bọn họ còn dám xông lên thử xem. Không chờ bao lâu, xa xa lại có tiếng vó ngựa ầm ầm truyền tới, dưới bóng đêm hàng trăm kỵ binh lao nhanh đến. Tiếng vó ngựa trở nên chậm dần, đội ngũ bao vây nhường ra một lối đi, hàng trăm con ngựa chậm, chậm chậm chạy vào bên trong vòng vây. Người tới đương nhiên thu hút được sự chú ý của Viên Cương và Tô Chiếu, sau khi thấy rõ người tới là ai, Viên Cương hơi cau mày, không ngờ hắn ta sẽ đến. Dưới sự soi sáng của mấy con nguyệt điệp, dung mạo của người dẫn đầu cả đội không khó nhận biết, chính là tên để dâu quai nón hô diên uy, sau lưng là một bộ áo khoác ngoài, dáng vẻ phong trần, có thể thấy được đã bôn ba đuổi theo cả một đường. chương 581, đừng nên truy cứu. Hồ Diên Uy và Viên Cương đối mắt nhìn nhau, điều khiển vật cưỡi chậm rãi đi lên trước, dưới thế trận đầy khí thế này lại coi như không có gì, coi đại quân xung quanh như không. Chính vì vậy, vào giờ phút này Hồ Diên Uy dường như không giống với ngày xưa nữa, mà rất có phong độ của một đại tướng. Đây chính là nội tình gia truyền, những công tử quyền quý ở kinh thành bình thường chưa từng thấy cảnh tượng sơ sát tiêu điều của đại quân nhất định sẽ có chút bức xúc cũng sẽ khó chịu nhưng hắn ta thì khác hắn ta từ nhỏ đã chứng kiến cảnh tượng này đã nhìn quen từng cử chỉ lời nói của cha anh trong tình huống ấy biến đổi một cách vô tri vô giác từ trong xương đương nhiên sẽ chịu ảnh hưởng một cách tự nhiên trong nhà có sách con cái giàu gì cũng sẽ lật mấy trang ít nhiều cũng ngửi được chút thư hương nhà có đau thương con cái giàu gì cũng sẽ biết động tay động chân mấy cái ít nhiều cũng nhiễm chút võ vận đây chính là gia phong. Nhà họ Hô Diên không chỉ mang lại cho Hô Diên điều này, người bình thường gia nhập vào quân kiêu kỵ sẽ có quá trình lớn mạnh và được tiếp nhận, mà hắn ta là con trai của Hô Diên vô hận, trời xanh đã được quân kiêu kỵ coi là người của mình, định trước vừa sinh ra đã vượt qua được một cái hào rộng nào đó. Hô Diên Huy ghi cương dừng vật cưỡi lại, ngừng bên cạnh viên cương, ngồi xuống vật cưỡi đã lặn lội cả đường dài thở hồn hền. Sao lại không từ mà biệt vậy? Hô Diên Huy nghiêm mặt hỏi một tiếng, Lời biếng cùng cười đùa cợt nhả mấy ngày trước đã không còn, những chuyện đã xảy ra cùng với tình huống trước mắt rất khó để khiến người ta cợt nhả thêm nữa. Viên cương, hỏi cái này có ý nghĩa gì sao? Hồ Diên Huy lớn tiếng hơn mấy phần, có ý tức giận, ta nên gọi ngươi là An Huynh hay là Viên Huynh? Viên cương, quan trọng không? Hồ Diên Huy, nhà họ Hồ Diên đối xử với ngươi không tệ, ta coi ngươi là huynh đệ, ngươi lại báo đáp như vậy sao? Cha ta cũng rất coi trọng ngươi, chỉ muốn ngươi nguyện hối cải để cùng ta trở về, sẽ có cả một đống tiền đồ tốt đẹp đang đợi ngươi. Viên cương, không về. Hồ Diên Huy, tại sao? Ta bảo đảm trước mặt huynh đệ của quân kiêu kỵ, tất cả đều không tính đến chuyện cũ nữa, có thể coi như chưa xảy ra bất cứ điều gì, dù có chuyện xảy ra thì đều do nhà họ Hồ Diên gánh vác, cùng ta trở về. Tô Chiếu ít nhiều có chút kinh ngạc, thật sự không ngờ tới, từng nghe nói nhà họ Hồ Diên vô cùng tán thưởng Viên Cương, nhưng không nghĩ đến lại coi trọng đến mức này. Viên Cương, nếu như ta tới không có mục đích nào khác, có thể tiếp nhận ý tốt của thượng tướng quân. Nếu ngươi đã biết thân phận của ta rồi, nên biết rằng, bắt đầu từ ngày đầu tiên ta đến Tề Kinh, đã có sự lựa chọn. Hồ Diên uy quát lên, dù là tan xương nát thịt sao? Nhưng xin không thẹn với lòng, Viên Cương rất bình tĩnh đáp lời, lại giơ tay chỉ về phía Tô Chiếu, bất kể ta có thể chạy thoát hay không, thì cô ấy cũng không liên quan gì đến chuyện này, đều do ta làm liên lụy, xin bỏ qua cho cô ấy. Tô Chiếu cúi lên, Viên Cương, Viên Cương giơ tay lên cắt ngang sống thật tốt nói cho đạo gia ta và nhà họ hô diên không thù không oán đây là lựa chọn của riêng ta đạo gia sẽ hiểu ngươi thật không biết phải trái hô diên uy giơ tay chỉ viên cương tức giận nói viên cương nhìn hắn ta chờ câu trả lời hai bên rằng co rơi vào im lặng chờ một hồi sau hô diên uy đưa tay đến bên hông tháo một tấm lệnh bài xuống ném tới viên cương dùng một tay bắt lấy, nhìn nhìn không hiểu có ý gì hô diên uy giải thích trước khi ngươi rời khỏi nước tề nếu bị người của triều đình ngăn trở có thể dựa vào lệnh bài này để thoát thân nếu gặp rắc rối cũng có thể dựa vào lệnh bài này tìm kiếm sự giúp đỡ từ người của triều đình vừa dứt lời thì xoay vật cưỡi lại hai gót chân đụng mạnh vào bụng ngựa hét lớn một tiếng đi hắn ta cưỡi ngựa đi trước dẫn đầu sông ra khỏi vòng vây áo khoác ngoài tung bay trong gió đám hội vệ đi theo cũng rời đi cùng với một tiếng ra lệnh lượng lớn kỵ bình vây quanh cũng đồng loạt xoay ngựa cùng chủ tướng đuổi theo hô diên uy rời khỏi đó Tiếng vó ngựa ầm ầm đi xa, đội ngũ bao vây đến đi như cơn gió, trong nháy mắt đã rút lui toàn bộ. Tô Chiếu ngạc nhiên, nhìn nhìn xung quanh trống rỗng, có hơi mờ mịt, quân kiêu kỳ tốn nhiều công sức như vậy, lại có kết quả như này sao? Có một số việc, đối với tu sĩ như nàng mà nói, thì không cách nào hiểu nổi. Viên cương đưa mắt nhìn đại đội rời đi, cho đến khi không thấy bóng dáng đâu nữa, cho đến khi tiếng vó ngựa hoàn toàn biến mất, hai môi mới mím lại, khẽ siết chặt lệnh bài trong tay, cũng xoay vật cưỡi lại nói, đi. Một nam một nữ tiếp tục rong rủi dưới ánh trăng, trong hoàng cung, lại là một ngày mới. Hạo Vân Đồ vừa tỉnh giấc mở cửa ra ngoài, đứng ở dưới mái hiên hoạt động gân cốt, bộ tầm đứng ở cửa vươn tay mời hắn ta dùng bữa. Trong lúc ấy, bộ tầm bẩm báo, an thái bình đó, cũng chính là viên cương, tối hôm qua bị đội ngũ của thượng tướng quân ngăn lại, nhưng lại được tam tướng quân thả ra. Y kể chi tiết chuyện chặn đường tối qua lại cho hắn ta nghe về tam tướng quân là tôn sưng của hô diên uy hắn ta không phải nhập mạc làm phò mã mà là đường đường chính chính cưới hảo thanh thanh hảo thanh thanh gả cho là vào cửa nhà họ hô diên trong này có khác biệt rất lớn người thành phò mã rồi thì tiền đồ có hạn chế ngay cả cưới vợ bé các loại cũng bị hạn chế hảo thanh thanh gả cho thì không có bất kỳ vấn đề nào về mặt này điều động thiên quân vạn mã tạo ra chấn động lớn như vậy để làm gì Hạo vân đồ có chút kinh ngạc dừng bước ở trước một cây cột từ từ nói, viên cương này rốt cuộc như thế nào, mà thượng tướng quân lại coi trọng như vậy. Bộ tâm, tai mắt của ta cũng không rõ, chỉ biết người này là thủ hạ thân tín của Ngưu Đạo Hiếu, không biết được bất kỳ sự tích hiển hách hay đặc biệt nào để phán đoán suy xét. Nhưng quả thực có thể nhìn ra, thượng tướng quân tạo ra chấn động lớn như vậy đồng thời không có ý giết hắn ta, đưa cho lệnh bài rồi thả đi, dường như cũng muốn nói cho viên cương đó biết, thượng tướng quân hoàn toàn có năng lực giết hắn ta, chỉ là không giết mà thôi. Thượng tướng quân để tam tướng quân tặng một ân huệ cho viên cương kia. Hạo Vân đồ hỏi lão đại và lão nhị nhà Hô Diên không đi sao? Bộ Tầm không có. Hạo Vân đồ cười, xem ra thượng tướng quân đã có quyết định, đã hạ quyết tâm muốn nâng đỡ người con rể này của quả nhân, rất tốt. Bộ Tầm khẽ gật đầu, từ tối hôm qua đi qua bạch phân gian đã nhìn ra được Hô Diên vô hận đã có lập trường rõ ràng. Trong kinh thành động đến vũ khí quả thật có hơi không hợp quy củ, chiều hội hôm nay e là lão ngũ muốn làm khó dễ thượng tướng quân, thượng tướng quân thành tâm đối đãi, quả nhân không thể ngồi khoanh tay nhìn, bên lão ngũ, người giải quyết đi. Hỏa vân đồ vén vén ống tay áo lên, xài bước rời đi, mang theo tâm trạng tốt đi dùng bữa. Giống như đã nói, trước chiều hội, bộ tầm đã chờ ở trong cửa cung. Hạo vân thắng vừa khập khánh bước vào cửa cung, liền bị bộ tầm mời đi sang một bên, hỏi tới chuyện tối ngày hôm qua, Hạo vân thắng dĩ nhiên đầy căm phẫn. Vương gia bất giận, chuyện ở Bạch Vân Gian vẫn đừng nên truy cứu thì hơn. Không truy cứu, bên trong kinh thành mọi việc đều có quy củ, Bạch Vân Gian có gì sai, nên bắt, nên giết hay xử phạt đều có quan phủ đến giải quyết, loạn động đại quân thì coi là gì. Chưa qua xem xét gì lại dám lạm sát kẻ vô tội ngay trước mặt bổn vương, nếu như quân đội của kinh thành này không có chút tiết chế, một khi có người dậy lòng xấu muốn tạo phản vậy thì hay rồi. Người đừng nói bệ hạ vì một tòa lầu xanh mà dùng đến quân kiêu kỵ vậy thì còn cần đến các phủ nha làm gì chương 582, người mù đã tới. Vương gia, thời gian trước đã có người ngấm ngầm vận chuyển một lượng chiến mã xuất cảnh, ý đồ muốn chuyển cho Thiệu Đăng Vân ở Bắc Châu. Qua điều tra, phía sau màn chính là chủ bạch vân gian, Tô Chiếu, mà Tô Chiếu này còn có một thân phận ẩn giấu nữa, không để quan phủ xét xử, là bởi vì bệ hạ cảm thấy có một số việc đừng nên để mọi người biết thì hơn. Lời lão nô chỉ đến đây, xin được cáo lui trước. Bộ tầm cung kính chắp tay, xoay người rời đi. Hạo Vân Thắng bỗng đứng tại chỗ, dần dần có loại cảm giác không rét mà run sông vào cơ thể, lúc này mới phát hiện tất cả mọi thứ đều nằm trong tay người nào đó. Hắn ta đã xúi dục vài quan viên triều đình cùng Liên Hợp hại làm khó hô diên vô hận trong triều. Vừa là vì chút nỗi giận, cũng là bởi vì cơ hội này khó được, thật sự là hô diên vô hận làm chuyện này hơi quá, khiến không ít đại quan trong triều cảm thấy bất an. Sau này nếu như hô diên vô hận cũng dùng chiêu này với đại quan trong triều, người nắm binh quyền trong tay này thật đáng sợ trên thực tế cho dù hắn ta không xúi dục những đại quan trong triều muốn làm lớn chuyện chuyện liên quan đến an nguy và lợi ích của những người đó ai có thể ngồi nhìn mà bây giờ đã có người cảnh cáo hắn ta nếu hắn ta không nghĩ biện pháp để giải quyết những tên đại quan triều đình kia thì món nợ này đều sẽ đổ lên đầu hắn ta đến lúc đó hô diên vô hận không có việc gì mà người có chuyện sẽ là hắn ta bất cứ lúc nào cũng có thể danh chính môn thuận bắt hắn ta lại bây giờ hắn ta mới hiểu rõ quyền hành tây viện mà hắn ta khổ cực giành được thực ra không hề thuộc về hắn ta mà là bị nắm giữ ở trong tay người khác đại vương tây viện này chẳng qua là một con cờ trên tay người nào đó mà thôi một khi cần đến bảo hắn ta đi đông hắn ta nhất định không dám đi tây trong con sông chảy xiết tô chiếu dẫn đầu ló đầu trước viên cương ló theo sau rắc rối nên đến cuối cùng vẫn đến người của hiểu nguyệt các đã đuổi đến may là viên cương cảnh giác lúc mua đồ ở thành quách phát hiện có điều kỳ lạ kịp thời cắt đứt đám người ở phía sau nhưng mà sau lần lộ hành tung đó dường như hai người không cách nào thoát khỏi theo dõi nữa, sau này Tô Chiếu kéo hắn ta nhảy vào trong sông, mới một đường trốn đến nơi này. Tô Chiếu ngâm ở trong nước bò lên bờ vùi đầu xuống, khóc. Viên Cương hỏi, cô sao vậy? Tô Chiếu lắc đầu, chúng ta chạy không thoát đâu. Viên Cương nhìn dòng nước chảy xiết xuống dưới, đi đường thủy có lẽ sẽ hữu dụng, trước mặt có vẻ hiệu quả. Tô Chiếu lắc đầu, vô dụng thôi, có lẽ là người mù tới rồi, người mù không phát hiện được hướng đi của chúng ta, có lẽ bọn họ đã nhận ra được, hẳn đã phái người đến phía trước chặn lại, tiếp tục nữa, nhất định sẽ chạm mặt bọn họ ở trên sông. Viên cương hỏi, người mù nào? Tô Chiếu, tên thật là gì? Lai lịch thế nào? Ta cũng không biết, chỉ biết trời sinh khứu giác nhạy bén, có thể men theo mùi tìm được mọi mục tiêu. Người mù rất quen thuộc với mùi của ta, dọc theo con đường này, tên đó nhất định đã phát hiện được mùi của ngươi và ta ở cùng nhau, chúng ta chạy không thoát đâu, là ta đã hại ngươi. Nàng không hề biết ước định của Ngưu Hiếu Đạo và Hiểu Nguyệt Các, nếu không e là muốn để cho viên cương rời đi. Viên cương lập tức hỏi, chẳng phải cô nói đạo gia đã thoát được đuổi giết của hiểu nguyệt các sao? Đạo gia đã làm như thế nào? Chẳng lẽ quyết tâm đuổi giết lớn như vậy mà lại không sử dụng người mù mà cô nói? Lúc hiệu bình ba giết mẹ con Nguyễn Thị, lúc đó y đang mải mê huấn luyện thủ hạ, bỏ qua thông tin nào đó, nếu không tất nhiên biết nguyên nhân. Tô Chiếu lắc đầu, ta cũng không biết, theo lý thuyết thì là đã sử dụng, cũng có thể là đạo gia của người quá xảo quyệt, không để lại bất kỳ một manh mối nào để người mù có thể nhận biết. Nghe nói, sau khi hắn ở lại một nông trường nào đó, đã dùng một ngọn lưa đốt sạch nơi mình từng ở, cẩn trọng như vậy, e là đến người mù cũng hết cách. Viên cương biết vì sao nàng lại khóc lóc tuyệt vọng, người có thể ngửi được mùi vị mà người bình thường không ngửi được để truy lùng, đã không phải là thứ đơn giản che giấu có thể giải quyết, đây chính là năng lực có thể phân biệt được, phong tỏa một loại mùi vị trong hàng ngàn mùi hỗn tạp, chỉ cần trên người ngươi vẫn còn tỏa ra mùi vị đó thì khó có thể tránh thoát được khứu giác của người nọ. Người có loại năng lực này e là còn đáng sợ hơn loài chó, chó không có năng lực tư duy logic và tính toán như con người, đối với chó mà nói, một khi mùi bị cắt đứt, rất dễ dàng rơi vào bế tắc. Hai người cũng không có khả năng ở trong nước nín thở mãi được, rồi cũng sẽ phải hô hấp, mà vừa thở là đã phả ra mùi vị. Đã gần trốn đến biên giới nước Tề, không ngờ còn gặp chuyện như vậy. Bây giờ rất hiển nhiên cho dù chạy trốn đến biên giới nước tề, đối với Hiểu Nguyệt Các mà nói không hề có biên giới, có thể đuổi giết như thường. Ở điểm này, Hiểu Nguyệt Các có thể làm được chuyện mà quân kiêu kỵ đều không làm được, quân kiêu kỵ không dám dùng đại quân vượt biên giới xông vào nước khác đuổi giết. Hắn ta ngắm nhìn bốn phía, chống trải, không tìm được người hay vật gì sống sót để tới giúp đỡ, nếu không có thể cởi quần áo xuống để người kia mang đi, ít ra có thể làm nhiễu loạn một chút. Nhưng hắn ta vẫn trầm tĩnh, ánh mắt rất nhanh phong tỏa núi cao phương xa, thấp giọng nói tô chiếu chưa đi đến cuối chưa thể nói từ bỏ đi tìm một môi trường khác nói không chừng có thể nghĩ được cách đi xem có địa thế đặc biệt nào có thể giúp chúng ta không tốt nhất có thể tìm được một ít vật liệu ta cần hắn ta giơ tay chỉ về phía núi cao xa xa sau đó rào một tiếng ra khỏi nước bò lên bờ chả mã đao đeo ở sau lưng rút ra ra cắm lên mặt đất bọc sau lưng cũng ném xuống lại đưa tay kéo tô chiếu lên bờ quay đầu hắn ta lại nâng cánh tay ướt nhẹp lên thử hướng gió sau đó nhanh chóng cúi người nhổ cỏ buộc thành một mảng cỏ lớn cởi quần áo mau viên cương thúc giục một tiếng nhanh chóng cởi áo khoác mình xuống trên người trần chuồng tô chiếu ngạc nhiên biết đại khái hắn không phải ý tứ gì khác nhưng khi nhìn ra xung quanh bảo một người con gái như nàng cởi quần áo không khỏi có hơi cái đó viên cương không nói nhiều kéo lấy nàng trực tiếp động thủ nhanh chóng giúp nàng cởi áo cũng cởi sạch hết đồ trên người nàng dù hai người không phải lần đầu tiên trần chuồng gặp nhau nhưng vẫn khiến nàng ngượng ngùng lấy hai tay che ngực căng thẳng nhìn bốn phía trong phút chốc đã làm dịu đi cảm giác tuyệt vọng kia viên cương không lòng dạ nào thưởng thức cảnh xuân mau thay quần áo trong tay nải vào tô chiếu lập tức ngồi xuống mở bọc ra nhặt quần áo cũng ướt như vậy lên vội vàng mặc vào mà viên cương gói lại quần áo của hai người lên mảng cỏ dùng cỏ siết chặt thả đám cỏ vào trong nước để mặc cho nó cuốn theo quần áo dần dần trôi đi bất kể có hữu dụng hay không mùi phát ra từ hai nơi ít nhiều cũng có thể làm nhiễu loạn người dựa vào mùi vị để tìm kiếm kia, có thể tranh thủ được một chút thời gian tốt nhất. Tô Chiếu đã hiểu được việc làm của hắn ta, hỏi, người để lại dấu vết rõ ràng trên đất như vậy, chẳng phải muốn bại lộ hành tung sao? Viên cương, hư hư thật thật, việc quân cơ không nể dối trá. Nếu như trái phải đều không thể trốn được nữa, thì chẳng quan tâm có bại lộ hay không, thử một chút cũng không sai. Chờ một hồi, Tô Chiếu lấy quần áo mặc xong, viên cương khoác tay nải lên, rút trảm mã đao ra, đi. Rút lời dẫn đầu vội và chạy đi, chạy vô cùng nhanh, ngay cả quần áo trên người cũng lười mặc vào, cứ như vậy trần trụi chạy đi. Tô Chiếu có chút kinh ngạc với tốc độ chạy trốn của hắn ta, nhặt tay nải khoác lên, nâng kiếm gấp tốc đuổi theo. Sau khi đuổi kịp, với lấy tay viên cương một cái, cùng nhau bay vút lên, nhưng tốc độ rõ ràng chậm đi rất nhiều. chương 583, truy đuổi và chạy trốn. Người lớn như vậy kéo viên cương lại, còn bay ngược chiều gió không bị ảnh hưởng mới lạ như vậy tốc độ bay của hai người lại không bằng tốc độ chạy trốn của viên cương như vậy không được ảnh hưởng tốc độ buông ta ra viên cương nhắc một tiếng tô chiếu nhìn núi chạy ngựa chết dựa vào thể lực ngươi có thể chạy bao lâu thử là biết viên cương chỉ nói lời này không giải thích gì thêm lúc hạ xuống đất cưỡng ép phung cánh tay lên hất cái tay của nàng đi sau đó lại bước dài hai bước bay đi tốc độ nhanh hơn như một trận gió tắt soạt một tiếng lướt qua đám cỏ cơ bắp khắp người đều chuyển động có nhịp theo động tác lao đi của hắn ta vô cùng hùng tính mỹ cảm tô chiếu mới đầu còn tưởng rằng viên cương muốn trổ tài nhưng đi theo được một hồi dần dần có chút ngạc nhiên phát hiện viên cương dường như không dùng hết thể lực luôn duy trì tốc độ điên cuồng rong rồi, không có chút dấu hiệu nào chậm lại thay đổi duy nhất chính là trong hơi thở của viên cương trong miệng mũi dần dần có hồng vụ tuần hoàn nhàn nhạt, nhạt tô chiếu mở mắt thần ra nhìn lại mơ hồ phát hiện có linh khí trời đất bắt đầu chui vào trong cơ thể viên cương điều này làm nàng có hơi khiếp sợ. Nếu nói viên cương là tu sĩ, nhưng nàng lại rất rõ, viên cương căn bản không có pháp lực, nếu không cũng không tất phải dựa vào hai cái chân đi bộ chạy bộ. Một loài chim khổng lồ bay lờ lờ dọc theo con sông uốn lượn trên thảo nguyên, bên trên có ba người ẩn mình trong nón lá rộng vành màu đen. Người đứng ở trước, dưới vành mũ là tóc mái để dài, mái tóc xám trắng che đi đôi mắt, thỉnh thoảng mang lỗ mũi khẽ động ngửi mùi vị trong không khí. Trong lúc lơ đáng, dưới tóc mai bị gió hất lên có thể nhìn thấy con mắt trống rỗng không có con ngươi, mang chút đáng sợ. Hai người sau lưng thì đeo một mặt nạ màu đen giữa ban ngày ban mặt, ánh mắt trong động nhãn tìm kiếm xung quanh. Hai người một để dâu, một người không có. Đột nhiên, ánh mắt người có dâu ngưng lại, lắc người một cái bay vút xuống từ trên thân chim. Người không có dâu nhanh chóng đỡ cánh tay của người mù, cùng nhau bay lên hạ xuống phía dưới. Đến phía dưới, người không có dâu mới hiểu được việc ảm của người có dâu, vùng cỏ ở đây rõ ràng có dấu vết đã từng bị người ta nhổ đi. Người mù, người hãy cảm nhận nơi này xem, người có dâu lên tiếng. Người mù cúi đầu nói, không cần cảm giác, nơi này đích thị có lưu lại mùi của bọn họ, chỉ là có chút kỳ quái. Người có dâu, nói như thế nào? Người mù giơ tay chỉ, hướng gió ở hướng dòng sông chảy đi cũng có mùi của bọn họ thổi qua đây. Người có dâu nhìn dấu vết cỏ bị nhổ đứt, có lẽ đã làm trò gì đó, có thể là làm ổ cỏ để đựng thứ gì đó cho chảy theo dòng nước để làm nhiễu loạn chúng ta. người không dâu nói, bạch trưởng lão, nhưng dấu vết này không khỏi có hơi rõ ràng. nhìn trước kia, năng lực chống theo dõi của đối phương cực mạnh, như thế nào lưu lại dấu vết rõ ràng như vậy cho chúng ta? có phải cố ý gạt ta hay không? người học trò kia của ông cũng biết được năng của người mù. người có dâu nghiêng đầu nhìn về phía dấu vết viên cương để lại trên vùng cỏ lúc chạy trốn ánh mắt thuận theo nhìn về phía núi cao ở phương xa, lại nghiêng đầu nhìn hướng đi của con sông, trầm giọng nói, mặc dù đã điều người đến chặn ở phía trước, nhưng vẫn là phải đề phòng bọn họ dở trò, người cùng người mù tiếp tục đi về phía trước tìm kiếm. Vết nhổ cỏ vẫn còn mới, nếu như từ chạy bên này, chắc chưa chạy quá xa, ta đi theo con đường này xem tình hình, sau đó thuận theo dòng nước chảy đi tìm các ngươi. Nếu bên các ngươi sai, lập tức đi vòng lại tìm dọc theo ký hiệu mà ta để lại. Được, người không dâu gật đầu đồng ý, đỡ cánh tay người mù cùng nhau bay lên trời, hạ xuống con chim lơ lửng trên bầu trời. Người có dâu lần theo dấu vết để lại trên cỏ đuổi theo. Như dẫm trên đất bằng, thẳng đến đỉnh núi, tình hình trước mắt khiến trong lòng viên cương lạnh đi một nửa. Trên núi trơ trụi không nói, khoảng cách của một núi như hai thế giới, một bên là đồng cỏ mênh mông, một bên sa mạc không thấy điểm cuối. Vừa lặn ở trong dòng sông một khoảng thời gian, con sông quanh có khúc khuỷu, cũng không biết đi bao xa, Trải qua mấy nhánh sông cũng không biết đã đến vị trí nào, chỉ là dựa vào phương hướng đại khái biết được sắp ra khỏi biên giới nước Tề, lúc này mới phát hiện đã đến bên bờ vùng sa mạc. Viên Cương vẫn muốn nhìn xem chỗ này còn địa hình phức tạp nào có thể lợi dụng hay không, có thể tìm được một ít vật liệu để làm cánh bay thì càng tốt, có lẽ có thể tận dụng ngọn núi cao này để thoát thân. Bây giờ mới phát hiện mình có hơi suy nghĩ nhiều, có chút cảm giác bệnh cấp loạn đầu y. Trên núi này đến ngay cả chỗ ẩn nấp cũng khó tìm. Viên Cương quan sát bốn phía lên tiếng, Tô Chiếu cười khổ, người mù tới rồi, tốt nhất đừng ẩn núp, ẩn núp chẳng khác nào ngồi chờ chết. Ngừng nói, đột nhiên kéo cánh tay Viên Cương cùng ngồi xuống, chỉ tay về một hướng, có người tới. Ở sau một tảng đá lớn Viên Cương ló đầu ra nhìn xuống dưới núi, thấy xa xa có một điểm đen đang đi về phía này, nếu không phải đối phương mặc quần áo đen thì rõ ràng không dễ gì phát hiện, không khỏi nói, hình như men theo đường đi của chúng ta tới đây, là người mù sao? Tô chiếu, người mù sẽ không hành động một mình, nhưng chỉ cần là người của Hiểu Nguyệt khác, có thể tìm tới nơi này, chứng tỏ người mù cách nơi này cũng không xa nữa. Trong giọng nói của nàng tràn đầy sự nóng nảy, Viên Cương quay đầu liếc nhìn xa mặt sau lưng, không thể đợi thêm, có thể trốn bao xa thì đi bao xa, ngồi chờ là không chờ được cơ hội, trên đường đi lại xem xét tình hình tìm cơ hội có lợi. Quả thực không được nữa, thì thử trốn vào trong cắt xem xó hiệu quả không. Hai người cũng không còn lựa chọn nào, sự xuất hiện của một người mù đã chặt đứt rất nhiều khả năng chạy trốn của bọn họ, chỉ đành còn nước còn tát. Hai người nhanh chóng trao đổi, không lao thẳng xuống núi sông vào sa mạc, địa thế của nơi này từ cao nhìn xuống rất dễ dàng nhìn rõ được động tĩnh của sa mạc trước mặt. Tô Chiếu kéo cánh tay viên cương, hướng một bên núi bay nghiêng xuống. Xuống núi không thể so với ở đất bằng phẳng, tốc độ chạy trốn của viên cương không thể so với Tô Chiếu mang theo hắn ta bay dọc xuống dưới. Đến chân núi, cũng không tiến vào sa mạc, mà là bay nhanh dọc theo chân núi, vòng qua bên kia của thế núi cua gấp vào sa mạc, tìm một nơi có thể che được tầm mắt từ đỉnh núi trước đó, chính thức lao vào sa mạc mênh mông vô tận. Lần này viên cương cũng không từ chối để tô chiếu mang đi, mặc cho tô chiếu mang theo mình bay vút, mỗi lần tô chiếu hạ xuống đất rồi bay lên, đều thuận tiện xóa đi vết chân để lại trên cát. Một chiếc nón rộng vành cùng với cả người bay lên đỉnh núi, người có dâu ngưng mắt nhìn cả sa mạc, không thấy bóng dáng nào. Dựa theo tuyến đường truy xét, tung người một cái từ trời cao bay thẳng xuống, hạ xuống trước sa mạc, từ không trung cẩn thận quan sát bất kỳ dấu chân nào có trên cát. Sau khi hạ chân xuống, trái bay một hồi, phải bay một hồi, lượn quanh một vòng lớn, kết quả không phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào. Hắn ta lại nhanh chóng quay trở về núi, lại từ trên cao nhìn về phía xa, ánh mắt rất nhanh phong tỏa một bên hướng đi sơn thế che khuất tầm mắt kia, cả người bay lên trời như chim ưng, nhanh chóng vút đi. Hạ xuống ở trước dãy núi cua gấp vào sa mạc kia, người có dâu dõi tầm mắt nhìn về phía xa, lại tung người một cái bay xuống sa mạc. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn vòng quanh một hồi, đột nhiên ánh mắt chợt lóe lên, lập tức nhảy lên cao, cấp tốc đuổi theo hướng bỏ trốn của Viên Cương và Tô Chiếu. Mặc dù Tô Chiếu đã lấp sạch dấu chân ở trên cát, nhưng qua loa đại khái mà muốn xóa sạch như không có gì cũng khó, ít nhiều vẫn có chút vết tích, chỉ cần cố để ý, đương nhiên có thể phát hiện đầu mối. Chương 584, đầu óc của ngài ấy rất nhạy bén. Vừa bay vừa phải mang theo một người, pháp lực tiêu hao quá lớn, sức cản lúc lướt đi trong không trung có thể tưởng tượng lớn đến nhường nào viên cương nhận ra khoảng cách lên xuống khi bay của tô chiếu không còn xa nhưng ban đầu nữa lúc hạ xuống lần nữa hô lên dừng một chút hai người rơi xuống đất tô chiếu không hiểu nhìn hắn ta viên cương nói cô mang theo ta pháp lực tiêu hao quá lớn nghỉ ngơi hồi phục chút nếu không gặp truy binh sẽ rất phiền toái tô chiếu bây giờ nghỉ ngơi sao được đợi truy binh đuổi tới sao viên cương ta cõng cô tô chiếu ấp úng cười khổ nói không nói đến chuyện có cõng hay không ngươi chạy ở trong sa mạc rất dễ để lại dấu chân hiểu nguyệt các đuổi giết nhất định đã điều động rất nhiều loài chim khổng lồ dấu chân quá rõ rất dễ dàng phát hiện từ trên không trung không sao hết ta vẫn có thể kiên trì thêm một canh giờ nữa trên mặt cười khổ nhưng trong lòng thì ngọt ngào có người không rời bỏ nàng loại cảm giác này thật tốt sa mạc vắng lặng trước mắt cũng có thể biến thành vườn hoa viên cương nếu có thể đuổi tới nơi này có để lại dấu chân hay không không còn quan trọng nữa, giữ được thực lực mới có cơ hội đối mặt, nghe ta. Có thể nói ra lời như vậy, chứng tỏ ngay cả hắn ta cũng thấy hy vọng thoát thân là rất nhỏ, hôm nay thật sự là còn nước còn tát, có thể trốn bao xa thì đi bao xa, tìm kiếm chút cơ hội cuối cùng có thể xuất hiện kia. Nếu nói như vậy, đã làm tốt tâm lý chuẩn bị để đối mặt, tô chiếu cũng thản nhiên, không cần cóng, ngươi chạy, ta bay. Cô mau chóng hồi phục pháp lực đi, viên cương không cho từ chối, kéo tay nải đến trước ngực, trực tiếp kéo nàng qua, xoay người cúi xuống, ôm hai chân nàng, cõng ở sau lưng, bước hai bước rồi lập tức phóng như bay trong sa mạc. Tô Chiếu vừa thẹn vừa mừng, đồng thời cũng lo lắng nói, trong sa mạc chạy nhanh rất lao lực, người cõng ta chạy, có ổn không? Có cõng hai người như cô vẫn chạy được, viên cương nói xong, chuyên tâm chạy như bay, trên gò cát bôn ba lên xuống, như dẫm trên đất bằng, tựa như một làn khói, tốc độ chạy trốn vẫn rất nhanh. Không bao lâu, trong lỗ mũi hắn ta lại xuất hiện hồng vụ như có như không bắt đầu tuần hoàn theo hô hấp của hắn ta. Tô Chiếu mới đầu còn rất lo lắng, dần dần phát hiện vị này hoàn toàn không biết cái gì là mệt mỏi, thể lực như vô cùng vô tận không bao giờ tiêu hao hết, hơi thở luôn rất trầm ổn, mới dần dần yên lòng, chuẩn bị có cơ hội hỏi hắn ta xem đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Giờ thổi vù vù bên tai, thổi lất phất qua người nàng, cảm giác loại gió này thổi qua hoàn toàn không cảm nhận được khi lúc bay cơ thể có pháp lực bao quanh, giống như đang rong rủi trên lưng ngựa, nhưng lại không cần phân tâm điều khiển, có thể yên tâm. Nàng lấy ra một viên linh nguyên đan bỏ vào trong miệng từ từ nằm lên lưng hắn ta, người hơi thở hùng tính trên người hắn ta, phát hiện người đàn ông này thật rất cường tráng, dần dần an thần làm phép khôi phục pháp lực đã tiêu hao. Trong sa mạc minh mông bao la, một đường rong rủi chạy như điên, không bao giờ biết mệt mỏi, nhưng có bất chắc quấy nhiễu. Lúc vừa có người xông về một gò cát, trên sườn gò cát đột nhiên xuất hiện kẽ hở, một con bò cạp có cùng màu với sa mạc đột nhiên chui từ dưới đất lên, bật nhảy về phía viên cương. Con quái vật to như trâu này đột nhiên hiện thân, làm viên cương thất kinh, cánh tay đang giữ một chân tô chiếu buông lòng, thuận thế vung tay lên chém một đao. Trước khi nhảy bổ đến con bò cạp kia khí thế hung hăng, nhưng lúc đến gần lại vội vàng đung đưa cái càng, lắc đầu vẫy đuôi, như nghiêng đầu muốn chạy trốn, nhưng quán tính không cho phép, vẫn lao về phía viên cương. Đừng, giọng nói tô chiếu ở sau lưng đột nhiên vang lên. Chuyện xảy ra rất đột ngột, nhắc nhở hơi trễ, một đao vung lên hết sức, chả mã đao đã chém con bò cạp kia thành hai nửa, phun ra một chùm máu tươi đến nhức mắt, thuận thế bắn lên cả người viên cương. Máu của bò cạp rõ ràng đỏ tươi hơn máu bình thường. Một đao giải quyết xong con bò cạp, viên cương phát hiện quái vật này cũng không tính là khó đối phó, bàn chân vẫn không ngừng, đã xông lên gò cát, tiếp tục chạy về phía trước. Tô Chiếu rên rỉ thở dài nói, người không biết bò cạp trong sa mạc này không thể giết sao có vấn đề gì hả? À? Viên Cương vừa chạy vừa hỏi một câu. Tô Chiếu thở dài nói, xem ra người thật sự không biết. Bò cạp trong sa mạc này rất nhiều, gai độc ở phần đuôi có kịch độc. Hơn nữa tốc độ bò rất nhanh, di chuyển ở trong sa mạc như gió, năng lực bật nhảy giết chết rất mạnh. Sự thèm muốn về thức ăn ở trong sa mạc này khiến cho bọn chúng vô cùng nhạy cảm với mùi máu tanh. Một khi có vật gì bị thương để bọn chúng ngửi được mùi máu tanh, lập tức sẽ kinh động đến bò cạp ở bốn phương tám hướng không thể đếm xuể chạy tới săn mồi sau khi đồng loại bị thương bọn chúng sẽ làm thức ăn như thường, người đã gây ra phiền phức rồi. Viên cương hơi im lặng, đại khái đã hiểu được sự bất lực trong tiếng thở dài của cô. Hắn ta không thể bay, chỉ có thể chạy nhanh ở trên mặt đất, mà tô chiếu lại không thể kiên trì mang hắn ta bay cùng quá lâu, sau đó nhất định sẽ rơi vào vòng vây vô cùng vô tận ở trong sa mạc, chỉ sợ tô chiếu mang theo hắn ta cũng chưa chắc có thể chạy ra ngoài. Chúng ta quay đầu đi, nếu cứ đi thêm nữa, đối mặt với hiểu nguyệt các có lẽ còn có một đường sống, bầy quái vật này thì không thể nói thông đạo lý tô chiếu cười khổ một tiếng như là chứng thực lời của nàng vậy lần lượt bắt đầu có mấy con bò cạp lớn lớn bé bé xuất hiện tổng sa mạc thấy vật còn sống lập tức hết sức hưng phấn rối rít nhanh chóng chạy tới tô chiếu để ta xuống chờ một chút viên cương từ chối trọng điểm ánh mắt nhìn về hướng gió như muốn kiểm chứng gì đó đám bò cạp nhìn thấy hướng gió thổi tới đều giảm tốc độ tấn công lại gần như đã dừng lại ánh mắt viên cương sáng lên nói không sao cô tiếp tục khôi phục pháp lực, chúng ta có thể có cơ hội thoát thân. Tô Chiếu không hiểu, hướng viên cương chạy đã lệch sang bên trái, chạy về hướng gió thổi tới. Cùng với sự ép tới của hắn ta, cò cạp ở hướng gió thổi dường như vô cùng sợ hãi, ngay lúc hắn ta sắp đến gần, đều dối rít tránh ra hai bên, bò lổm lổ ngồm ở hai bên đường mà viên cương chạy, không dám nhúc nhích một chút nào. Tô Chiếu lập tức kinh ngạc, hỏi chuyện này là sao? Ngươi đã dùng biện pháp gì sao? nàng cũng không thấy viên cương có động tác gì, không thể hiểu tại sao những con bò cạp này đột nhiên trở nên ngoan như vậy. Sau này sẽ giải thích, viên cương không phải qua loa lấy lệ với nàng, hoặc là muốn giấu nàng cái gì. Trên thực tế là, có một người ở trong sa mạc chạy nhanh xác không phải là chuyện nhẹ nhàng gì, lại nhảy nói một đống lời, ảnh hưởng đến nhịp thở của hắn ta. Chỉ có khi hắn ta giữ được nhịp thở đều mới có thể duy trì thể lực để có người khác chạy, một vài chuyện không phải một hai câu là có thể nói rõ. Tô Chiếu vô cùng kinh ngạc với cảnh tượng lạ thường này, thỉnh thoảng quan sát bốn phía, lúc quay đầu nhìn lại, ánh mắt bỗng nhiên ngưng lại, mơ hồ thấy một điểm đen đang mau chóng đuổi về phía bọn họ. Người của Hiểu Nguyệt các đuôi tới rồi, để ta xuống. Tô Chiếu cắn răng nói một tiếng, viên cương cõng nàng nghiêng người quay đầu liếc nhìn, nhưng không hề ý có để nàng xuống, nhìn xem đám bò cạp có cản gã ta lại không. Tô Chiếu, vô dụng thôi, cao thủ Hiểu Nguyệt các nhiều như mây, nếu gã đã dám một mình đuổi tới đây, thì bò cạp cũng không thể ngăn lại gã. Có thể trì hoãn tốc độ đuổi theo của gã cũng được, nghe nói trong sa mạc này có một vô biên các, không ai dám ở đó hành động thiếu suy nghĩ, chỉ cần chạy đến vô biên các là có thể tìm người liên lạc với đạo gia, đến lúc đó để đạo gia nghĩ cách, đầu óc của ngài ấy rất bén nhạy. chương 585, khó thoát tai kiếp, vô dụng thôi, để ta cản đường trì hoãn, người nghĩ biện pháp đến vô biên các liên lạc với đạo gia. Cho dù ta rơi vào trong tay hiểu nguyệt các, bọn họ cũng chưa chắc sẽ lập tức giết ta ngươi đi tìm đạo gia nội bộ hiểu nguyệt các có lời không được động vào đạo gia có thể có bản lãnh này có lẽ đạo gia của ngươi đó thật sự có cách cứu ta cũng nên vô dụng cũng phải thử xem viên cương ôm chặt hai chân nàng không chịu buông bỏ cũng không nói thêm gì nữa lên tinh thần tập trung chạy như bay tốc độ chạy lại nhanh hơn hắn ta rất rõ lời này của tô chiếu rất có thể là đang chấn an mình nếu hắn ta đã đưa nàng tới khỏi hiểu nguyệt các thì phải chịu trách với nàng Buông ra tôi, tôi chiếu giấy ruộng một trận, đập mấy cái vào bả vai hắn ta, sau đó không giấy ruộng nữa, sức lực của người đàn ông này thật sự quá lớn. Cũng biết giấy ruộng vô dụng, người đàn ông này hiển nhiên sẽ không vứt mình lại chạy một mình, đã như vậy, giấy ruộng thì có ích gì. Nhìn người đàn ông có mình điên cuồng chạy trốn trước mặt, rơi nước mắt, khóc, lại bật cười. Trước kia nàng còn nghĩ sau này mình sẽ phải bảo vệ tên phàm phu tục tử này, không ngờ trước mắt lại là người phàm phu tục tử này đứng ra bảo vệ mình đời này chuyện không hối hận nhất chính là đi cùng ngươi tô chiếu nỉ non một tiếng ở bên tai hắn ta dường như viên cương không nghe thấy chỉ biết chạy như điên người để dâu đuổi theo phía sau thực sự đã gặp chút phiền toái đang lúc bay xuống một nhóm bò cạp lập tức chen chúc bổ tới bao vây phất ống tay áo một cái một luồng pháp lực cường hãn đánh bay bò cạp ở bốn phương tám hướng lại đứng dậy vút qua hành động của viên cương khiến ông ta kinh ngạc không ít Tên kia lại có thể dựa vào hai cái chân chạy ở trong sa mạc nhanh như vậy, hơn nữa còn có thêm một người. Càng kỳ lạ là, cả một đường mình đều bị đám bò cạp bám theo, tên kia lại có thể rong rủi giữa một rừng bò cạp răng khắp như trốn không người. Bò cạp dọc theo đường đi không có một con nào tấn công hắn ta, nhưng lại hết lần này tới lần khác quấn lấy mình không buông, đây là chuyện quái quỷ gì. Tốc độ viên cương có một người chạy ở trong sa mạc quả thực không chậm, hắn ta không bị đám bò cạp quấy nhiễu người để dâu vừa rơi xuống đất đã bị bò cạp dây dưa, tốc độ đuổi theo của hai bên lại ngang hàng. Người để dâu sao có thể chuyện nực cười này xảy ra, đang lúc muốn bay xuống, bàn tay dò vào không khí trước mặt túm một cái. Vù, một cột trụ cao mấy trượng nhô lên, ông lắc mình một cái, lần nữa tung người bay vút đi. Bay ở độ cao cao hơn, bật lên càng cao, cũng bay xa hơn, mặc dù như vậy rất tiêu hao pháp lực, nhưng có thể tránh được sự quấy nhiễu của bò cạp phía dưới. Người vừa rời khỏi chiếc cột, trụ cột mất đi chống đỡ của pháp lực, lập tức sụp đổ ầm ầm, đè lên thân đám bò cạp phía dưới. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, rất nhanh đã rủi kịp viên cương đang chạy băng băng, từ bầu trời bay vút qua, rơi xuống đất xoay người, chặn trước mặt viên cương, trong hắc bảo lóe lên một tia sắc bén, một bảo kiếm để ngang trong tay cản đường. Ông cũng không biết nguyên nhân gì, đứng ở cuối chiều gió, bò cạp chung quanh lại bất động, không có ý định tấn công mình nữa. Viên cương vội vàng dừng bước, buông tô chiếu ra, tam hống đào ở trong tay, miệng thở hổn hển. Tô Chiếu cuối cùng đã hạ xuống đất, ánh mắt quan sát thân hình của đối phương. Ánh mắt của đối phương dưới mặt nạ, dâu dưới mặt nạ của đối phương, còn có bảo kiếm trên tay kia, khiến nàng như nhận ra được gì đó, gương mặt khó tin lắc đầu, sư phụ, ngay cả người cũng không bỏ qua cho con sao. Ngay cả người cũng muốn giết con sao, người để dâu khô kiếm chỉ vào nàng, đau lòng nói tại sao muốn trốn tránh. Ta tốn nhiều công sức nâng đỡ con, tốn nhiều công sức sắp xếp cho con, có bất kỳ nguy hiểm gờ cũng có thể chấm dứt trên người Tần Miên, có bất kỳ nguy hiểm gì ta cũng có thể nghĩ biện pháp giữ được con, nhưng tại sao con lại muốn trốn tránh? Vẻ bi thương trong một câu cuối cùng khó mà nói nên lời. Cũng như ông ấy nói, ông đã sớm dày công chuẩn bị đường lui cho Tô Chiếu, một khi có chuyện có thể tận lực tránh nguy hiểm đến tính mạng cho nàng, cho nên một vài bí mật quan trọng vẫn không đề cập với nàng, ngược lại Tần Miên biết nhiều hơn, nhìn có vẻ trọng dụng Tần Miên hơn. Mà chỉ cần Tần Miên lập được công lao có ông ta ở phía sau chiếu cố, Tô Chiếu đương nhiên cũng muốn được thơm lây. Nhưng Tô Chiếu ngàn vạn lần không nên trốn tránh, phản bội hiểu nguyệt các có tính chất gì. Trốn tránh, đó chính là phản đồ. Trở thành phản đồ rồi thì không ai có thể bảo vệ nữa, nếu không ông ta cũng không biết ăn nói thế nào với các chủ, cũng không biết ăn nói thế nào với những người khác, đối với người trên người dưới đều không biết nên ăn nói thế nào. Biến thành phản đồ, ngay cả các chủ cũng không bảo vệ nổi. Mà các chủ đã hết tình hết nghĩa đối với hai thầy trò bọn họ, Ông cũng đã bảo đảm với các chủ không xảy ra bất kỳ chuyện gì, nếu có chuyện ông sẽ đích thân ra tay giải quyết. Kết quả không ngờ, chuyện thật sự đi đến bước này, hôm nay ông phải cho các chủ một câu trả lời, cũng phải cho người từ trên xuống dưới một câu trả lời. Cho nên, ông đích thân đuổi theo, Tô Chiếu cắn môi, gương mặt có mấy phần ảm đạm, biết được ý tứ trong lời nói của sư phụ, đối với phản đồ, hiểu nguyệt các diệt trừ không tiếc bất cứ giá nào, nhất định không xóa bỏ tiền lệ này, nếu không làm sao có thể trấn nhiếp những người khác nếu không đối với toàn bộ hiểu nguyệt các mà nói, sẽ để lại tai họa về sau. Nàng nhìn về phía viên cương, nhưng lại nói với người để dâu, sư phụ, ngàn vạn lỗi làm đều là con sai, chỉ cần người để cho hắn ta một con đường sống, con mặc cho mọi người xử trí. Viên cương quay phát đầu nhìn về phía nàng, không cần. Người để dâu giọng căm hận nói, con còn muốn bảo vệ cho hắn ta. Hắn ta có cần con bảo vệ không? Như hữu đạo đã sớm lưu lại đường lui cho nó, người mà tổ chức muốn xóa bỏ lần này là con, hắn ta muốn đi thì không ai cản, phía trên cũng nhắc nhở là buông tha cho hắn ta. Nghiêu hiểu đạo đã sớm cho hắn ta một bùa hộ mạng nhằm vào tổ chức, chẳng nhẽ hắn ta không nói cho con biết. Con ngốc nghếch chạy theo hắn ta làm gì, thiên hạ lớn như vậy, kiểu đàn ông nào chẳng có. Vì một tên đàn ông lừa mình mà ngay cả mạng sống cũng không cần, đáng giá không? Lời này vừa nói ra, viên cương ngơ ngẩn, đạo gia đã chuẩn bị đường lui cho hắn ta. Trong phút chốc, tâm tình của hắn ta hết sức phức tạp, hắn ta chỉ biết được pháp chỉ cấp cao của hiểu nguyệt các qua miệng của tô chiếu không được vọng động như hữu đạo không ngờ còn liên quan đến mình nhưng hắn ta tin lời đối phương hắn ta hiểu rất rõ nghiêu hữu đạo nghiêu hữu đạo làm như vậy hắn ta không hề lấy làm kinh ngạc hơn nữa nghiêu hữu đạo hoàn toàn có thể làm vậy gặp mưa gió đạo ra sẽ đứng ra giúp hắn ta chống đỡ tô chiếu cũng ngây ngẩn nhìn về phía viên cương viên cương quay đầu nhìn nàng ta không biết chuyện này tô chiếu cười gật đầu ừ một tiếng vô có lý do để tin tưởng viên cương tự trách nói là ta liên lụy cô tô chiếu biết ý của hắn ta nếu sớm biết là như vậy hắn ta thật sự sẽ không mang theo nàng chạy một mình hắn ta chạy là được như vậy thứ nhất hai người cũng không có rắc rối gì bây giờ hại nàng thành phản đồ của hiểu nguyệt các dày vào lâu như vậy hóa ra chuyến chạy trốn này hoàn toàn không cần thiết nhưng tô chiếu vẫn cười lắc lắc đầu tỏ ý không sao hết thấy vậy người để dâu kém chút nữa tức hộc máu coi như đã thấu được cái gì gọi là nữ đại bất trung lưu, coi như đã biết được cái gì gọi là chết cũng không hối cải, khí cơ quan người bắt đầu xoay chuyển, mơ hồ nổi lên gió lốc. Chương 586, đúng thật là mãnh sĩ. Viên Cương nhanh chóng chắn đao ở trước người Tô Chiếu, tam hống đao lấp lánh rực rỡ dưới ánh mặt trời, cảnh giác đối phương cao độ. Mũi kiếm người để dâu chỉ vào hắn ta nghiêng nghiêng, xóa bỏ môn phái, không phải chuyện của ngươi, không muốn ta lỡ tay làm thương thì lập tức cút. Tô Chiếu cuống lên, Lôi kéo viên cương, ông ấy là bá phụ ta, ta sẽ không sao đâu, người đi mau. Viên cương không để ý, nhìn chằm chằm người để dâu, muốn như thế nào mới chịu bỏ qua cho cô ấy. Người để dâu nhìn chằm chằm tô chiếu, gần từng chữ, phản đồ chỉ có một con đường chết. Cánh tay viên cương đột nhiên vung mạnh lên, hất tô chiếu đang lôi kéo ra, soạt một tiếng sông ra ngoài, dùng hết sức bùng nổ, giống như dơ đao bắn về phía người để dâu, ngang nhiên chủ động tấn công. Đừng, tô chiếu hoảng hốt thét lên trói tai bởi vì nàng biết rõ viên cương không thể nào là đối thủ của đối phương người để dâu hừ lạnh một tiếng đất cát dưới chân giấy lên rung động một khối cầu trào ra từ trong cơ thể rồi lan rộng giống như một chiếc lồng trong suốt bao lấy ông ta đây chính là cương khí hộ thể ông ta hoàn toàn không coi viên cương ra gì đứng ở đó không hề nhúc nhích gào một tiếng hổ gầm hung mãnh đột nhiên phát ra từ trong tam hống đao khiến người ta khiếp sợ khiến người ta có cảm giác như thật sự có một con mãnh hổ đang gầm thét bên cạnh Viên cương vọt tới nhảy lên, từ trên không trung chém thẳng một đao xuống. Đây là lần đầu tiên hắn ta chém ra tiếng hổ gầm từ tam hống đao, có thể thấy tốc độ ra tay của lần này thật sự rất nhanh, lực độ mạnh mẽ đến nhường nào, dưới ánh mặt trời thân đao như một đường tơ, khí thế kinh người. Đao tốt, trong lòng người để dâu thầm khen một tiếng, ánh mắt rơi vào trên thân đao, nhìn ra đao này không phải vật thường, cũng nhìn ra sự dũng mãnh phi phạm của viên cương. Đùng, một tiếng nổ vang, cương khí hộ thể của người để dâu lập tức bị một đao công phá. Đồng thời phá vỡ vẻ chấn định của người để dâu, sắc mặt khẽ biến đổi, không ngờ tên phàm phu tục tử chỉ có thể dựa vào hai cái chân chạy trên đất lại có thể phá tan cương khí hộ thể của ông chỉ bằng một đao. Tay đã rút kiếm, tô chiếu chuẩn bị xông đến trợ thủ cũng chợt giật mình, cũng không ngờ viên cương lại có uy lực công kích cường hãn như vậy. Nàng rất rõ thực lực của người để dâu như thế nào, thật không ngờ viên cương có thể phá được phòng ngự của ông ta. Trước đó nàng chỉ biết khí lực lớn của viên cương, thể lực tốt, một màn trước mắt có nằm mơ cũng không nghĩ tới. Đợt khí bùng nổ cuộn tung cát trên mặt đất ra bốn phương tám hướng. Người để dâu thản nhiên lại có ý khinh thường cuối cùng cũng không thể bình tĩnh được nữa, mắt thấy một đao sắp bổ lên đầu mình, làm sao có thể bình tĩnh nổi. Xoạt, ánh sáng sắc bén trong tay chợt lóe, nhanh như mị ảnh, bảo kiếm để ngang đỉnh đầu. Keng, tiếng chấn động kéo dài mang theo tiếng vang của kim loại, bảo kiếm ngăn cản thế đao bổ xuống bị nhấn xuống mấy phân, xém chút nhấn xuống đầu của người để dâu. Người để dâu lại kinh hãi lần nữa, không phải pháp lực, mà là lực mạnh, mới vừa rồi ông còn tưởng viên cương giả heo ăn cọp, tưởng rằng viên cương cất giấu thân phận tu sĩ của mình. Bây giờ giao thủ một cái, ông ta mới hiểu ra, không có bất kỳ làn sóng pháp lực nào, cũng không có bất kỳ tác dụng pháp lực, mà là lực mạnh chân chính không hề có chút giả dối. Thiên hạ lại có người có sức lực lớn đến vậy, thật là mãnh sĩ trong lòng người để dâu thán phục không thôi dưới chân đồng thời dâng lên một luồng gió mạnh mẽ xoay tròn một tay cầm kiếm hướng lên trời hất chiếc đao đang ép xuống kia phanh một trận gió lớn khách tán công kích trong nháy mắt hất viên cương bay ngang ra ngoài viên cương bị đạp xuống ở xa mười mấy trượng xoay người đứng lên sách đao lên lại điên cuồng lao tới người để dâu liếc hắn ta một cái lần nữa bất ngờ lại còn cố đánh như vậy tu sĩ trúc cơ kỳ bình thường cũng không thể chống lại một chiêu này không chết cũng phải trọng thương người này lại như không có chuyện gì xảy ra, trong nháy mắt đã bỏ dậy, năng lực chống trả thật sự đáng kinh ngạc. Đối diện, Tô Chiếu đã cầm kiếm vào tới, người để dâu giận tím mặt, nhà đầu này uổng công mình nuôi lớn như vậy, uổng phí tâm huyết chăm sóc dậy bảo nhiều năm như vậy, lại cùng người ngoài liên thủ đi đối phó mình, chẳng có lẽ nào lại như vậy. Ông ta phất ống tay áo một cái, mặt đất bằng phẳng hiện lên một tường cát, ập về phía viên cương như rời núi lấp biển. Tô Chiếu đang chỉ kiếm sông lại, cảnh cáo không có hiệu quả, dậm chân nhẹ một cái, đất bằng phẳng dậy sóng. Tô chiếu đang bay vút tới giống như chui vào trong bẫy, đất cát phía dưới vù một tiếng cuộn lên gió lốc mạnh mẽ, cuốn tung đất cát, trong nháy mắt bao vây nàng trong đó. Tô chiếu bị bão cát thổi không mở mắt nổi, gió mạnh thổi hất nàng đến choáng váng. Xoạt, người để dâu vung tay chém một kiếm mạnh vào cơn lốc xoáy. Đùng, bão táp trong nháy mắt bị kiếm cương đánh tan. Tô Chiếu đặt kiếm hộ thể ở trước người phụt một tiếng, ngửa mặt lên tời phun mạnh ra một ngụm máu tươi, cả người bay ra như con diều đứt dây. Đùng, tường cắt bay đi như rời núi lấp biển bị nứt ra một lỗ hổng, trong lỗ hổng vẫn có tiếng hổ gào lên, viên cương phá tường bay ra, lần nữa giơ đao đánh tới. Hắn ta vừa xông ra khỏi tường cát, đúng lúc chính mắt thấy tình trạng tô chiếu bị thương nặng. Nha, viên cương để trần thân trên điên cuồng tiếng gào lên phẫn nộ, trên cổ, trên cơ thể, gân xanh khắp nơi nổi lên, giống như thú dữ bị chọc giận, tốc độ tấn công lại tăng lên, kéo một ánh đao xông về người để dâu. Bò cặp bốn phía dường như cảm nhận được ý tấn công điên cuồng trong tiếng gào của hắn ta, từng con một đều đung đưa càng, nhẹ nhàng vẫy độc châm ở trên đuôi gai, phát ra tiếng vù vù kỳ diệu, mỗi con đều trở nên nóng nảy. Tình hình này giống như đọt sóng lan rộng trong sa mạc, bò cặp nhận được tiếng vù vù kỳ diệu ở nơi này đều thi nhau làm theo, từ đó làn truyền ra xa, cứ như đang từng vòng từng từng truyền tin tức đến nơi xa, bò cặp ở xa xa cũng đều rối rít giơ đuôi lên, mạnh mẽ vẫy đuôi với biên độ nhỏ, đều phát ra tiếng vù vù kỳ diệu kia mà bò cạp ở gần đây đều bắt đầu cử động, dùng hết sức lao về phía nơi giao chiến. Tình hình này lan rộng từng vòng, truyền ra xa, bò cạp từ gần đến xa đều động đậy, rối rít lao về bên này. Trong không trung ở một nơi xa xôi, một con chim thái vũ khổng lồ như một con phượng hoàng rực rỡ, kéo theo chiếc đuôi lộng lẫy mà hoạt bát bay lượn. Trên thân chim thái vũ có một nam một nữ đứng đó. Nam chính là một người đàn ông trung niên trong vẻ tuất giật mang theo nét tang thương, tóc dài xóa vai, trên người mặc trường sam tối màu giản dị sau lưng khoác một thanh kiếm bảng to cổ sơ thân kiếm rõ ràng lớn hơn rất nhiều so với kiếm thường vẻ mặt tĩnh lặng nữ mặc trang phục nam màu đen từ đầu đến chân đều là lối ăn mặc của nam giới quần áo cũng giản dị thế nhưng khí chất quý tộc khoan thai trong con mắt đẹp như tranh kia khó có thể giấu đi được trên trái tai có lỗ tai rất rõ còn có bộ ngực đầy đặn đều chứng minh nàng là nữ nhân mặc trang phục của nam khiến nàng lộ ra khí chất anh tuấn hiếm gặp mặc dù không trang điểm nhưng vẻ xinh đẹp mà đoan trang mút trời vẫn còn đó khí chất và dung mạo đều vô cùng trói mắt mặt đất trong sa mạc ồ ạt nứt ra cảnh tượng kia vô cùng hùng tráng khiến cho hai người trên không trung không muốn để ý cũng khó ánh mắt hai người nhìn về phía mặt đất thấy từng con từng con bò cạp chui từ dưới đất lên bò cạp chấm theo lời đồn di chuyển như vậy có phải ngửi được hơi thở của con mồi người phụ nữ nhìn chằm chằm mặt đất hỏi có lẽ vậy ấy đàn ông mới vừa đáp lời bỗng kêu lên một tiếng kỳ quái, điều khiển con chim hạ độ cao xuống, nhìn rõ tình huống trên mặt đất hơn nữa, có gì đó không đúng, bò cạp săn mồi ta không chỉ thấy một lần, nhưng lần này lại vẫy đuôi mạnh như vậy là ý gì. Cô nhìn xa xa kia, đều điên cuồng chạy về một phía, hơn nữa đều là vẫy đuôi trước rồi mới lao về một hướng. Vừa mới nói xong, mặt đất đột nhiên ầm một tiếng. Cát bắn tung tóe, một con vật khổng lồ chui từ dưới đất lên. Chương 587, bò cạp tấn công. Đầu tiên là hai cái càng khổng lồ chọc thủng bề mặt sa mạc, tiếp theo là cái đầu bỏ cạp to lớn và giữ tợn đẩy lớp cát ra, thân hình khổng lồ vẫy lách bỏ ra, kéo ra một cái đuôi như cây trụ khổng lồ, gai độc trên đỉnh đuôi và hai cái càng có màu vàng kim. Thứ này như một ngọn núi nhỏ nằm trên sa mạc, thân hình ngoại trừ cái đuôi ra cũng phải hơn 10 trượt. Những con bọ cạp to như con nghé ở bên cạnh so với thứ này, lập tức lộ ra vẻ khéo léo nhanh nhẹn. Nữ nhân kinh ngạc nói, bọ cạp lớn vậy. Nam nhân ánh mắt nhìn chằm chú nói, nghe đồn trong sa mạc này có một con vua bọ cạp và hoàng hậu bọ cạp nghe nói hoàng hậu bọ cạp sống ở sâu trong lòng đất không bao giờ lộ diện chịu trách nhiệm sinh con kích thước vô cùng to lớn còn lớn hơn kích thước của con vua bọ cạp này kích thước cụ thể không ai nói rõ được kích cỡ của thứ này phù hợp với vua bọ cạp trong truyền thuyết có lẽ chính là vua bọ cạp trong truyền thuyết trong lúc nói chuyện thứ gọi là vua bọ cạp đã di chuyển ầm ầm chân dài bước dài động tác mau lẹ Khoảng cách tùy ý di chuyển không phải là thứ mà bỏ cạp bình thường có thể so sánh được, giống như một ngọn núi nhỏ di động nhanh chóng trong sa mạc, rất nhiều bỏ cạp bị nó đụng ngã lăn, đánh bay, để lại dấu vết vô cùng rõ rệt trong sa mạc. Lại nhìn bốn phía, ở nơi mà thị lực có thể đạt tới, đâu đâu cũng thấy bỏ cạp chạy như điên. Có lẽ không phải là săn thức ăn, con mồi nào có thể khiến vua bỏ cạp có hứng thú ra ngoài đi săn như vậy. Nam nhân hơi lắc đầu, lại nhìn về phía nữ nhân nói: "Tướng công, đi xem một chút thì thế nào?" nữ nhân gật đầu được đi mở rộng tầm mắt nam nhân vẫy tay con chim lông sặc sỡ lập tức vỗ cánh đuổi theo hướng của vua bỏ cạp đuổi qua vua bỏ cạp đang chạy băng băng trên mặt đất tiếp tục bay về phía đàn bỏ cạp tập trung nhanh chóng bay đi xem thử trên đường còn có thể nhìn thấy không ít bỏ cạp nhỏ hơn con vua bỏ cạp này nhưng lớn hơn nhiều so với bỏ cạp thông thường cũng đang chạy như điên về cùng một hướng bỏ cạp trong sa mạc dường như đều đã phát điên đại quân bọ cạp ở bốn phương tám hướng cơ hồ đều đang chạy đến bên này cảnh tượng hùng vĩ không giống bình thường nam nhân ở trên con chim lông sặc sỡ càng ý thức được tuyệt đối không chỉ đơn giản là săn thức ăn mắt thấy viên cương không cần mạng lao tới người có dâu tức giận quát làm như ta không dám giết ngươi chắc nơi này giết ngươi cũng không ai biết là chính ngươi tự tìm cái chết vậy thì không trách ta được kiếm trong tay quét qua một đạo kiếm cương mạnh mẽ ầm ầm chém ra viên cương dũng cảm không sợ chết sông tới hai tay nâng đao lên cả người nổi gân xanh ôm ngao tam hống đao điên cuồng hét lên một đạo thất luyện điên cuồng chém ra ầm kiếm cương tan vỡ tam hống đao chấn động phát ra âm thanh vù vù viên cương ở trong sóng khí điên cuồng bị chấn động trượt về phía sau tóc bay tán loạn người có dâu kinh hãi một lần nữa được lĩnh giáo toàn bộ sức mạnh thô bạo mà viên cương bộc phát ra sức mạnh thô bạo này thật sự rất dọa người viên cương vẫn đang trượt về phía sau lại cất bước chạy như điên nghênh đón cuồng phong sông lên kẻ quê mùa tự tìm cái chết người có dâu cười lạnh một tiếng kiếm trong tay quét